Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 856, Đại Hôn. Trong ngày Đại Hôn, Việt Đông Vương và vợ chồng lễ thân Vương Trời còn chưa sáng đã vào cung. Trong y lan điện, sáng sớm đã thả pháo, tập Thái Phi và Hoàng hậu đưa tráng tráng đi dâng hương đặt lễ cho tổ tiên trước, sau khi trở về liền bắt đầu trang điểm dung nhan. Nhân vật chính của hôm nay trừ tráng tráng ra còn có linh lợi. Nàng ta từ sáng sớm vẻ mặt đã nghiêm trọng, dặn dò cái này dặn dò cái kia son phấn, mật môi, sơn móng tay mọi thứ đều phải tốt nhất. đương nhiên đây đều đã chuẩn bị trước đó nhưng dịch dung đại sư kiêm khẩn trương đại sư đến nơi còn kiểm tra một lượt. Ừm, son phấn tinh tế tỉ mỉ, mật môi mềm bóng. nàng ta vô cùng chuyên nghiệp kiểm nghiệm từng thứ một. Thương Mai muốn đưa tay lấy ra nhìn một chút thì Linh lợi gầm thét một tiếng, rửa tay chưa. đây đều là thượng phẩm, không phải mấy thứ hàng rẻ đường mà vương phủ dùng. Thương Mai ngượng ngùng rút tay về, những thứ Vương phủ dùng quả thực không phải thượng phẩm gì, là cô bảo tiểu khuyên đến cửa hàng mua, chỉ là những thứ phụ nhân bình thường dùng. Tráng tráng oán trách nhìn Linh Lợi, "Ôi, ngươi làm cho ta thật căng thẳng." Linh Lợi nghiêm túc nói, "Cả đời nữ nhân, xinh đẹp nhất chính là ngày nàng ấy xuất giá, nhất định phải thật cẩn thận." A à, Man cười nói, "Không phải sao? Đây không chỉ là mặt mũi của ngươi mà còn lại mặt mũi lão tam." Hắn quay về đi vào kiểm duyệt nhìn thấy mặt của ngươi không đẹp như hắn mong đợi thì ngươi cứ đợi trang điểm lại từ đầu đi, làm đi làm lại nhiều lần có thể hành hạ tất cả chúng ta những người có mặt ở đây chết mất. Tất cả mọi người nhớ đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của lễ thân vương thì không nhịn được dùng mình một cái, đúng vậy, không thể qua loa được. Hắn còn muốn đi vào kiểm tra, thương mai mở to hai mắt nhìn. Nhất định, A-man mệt mỏi. A-man vừa dứt lời liền nghe thấy ngoài rèm truyền đến giọng nói nóng nảy, nhanh lên một chút, đừng chậm trễ giờ lành ra cửa. Tráng tráng nhịn không được nhổ nước bọt, rốt cuộc là hắn xuất giá hay là ta xuất giá đây? Sao lại còn căng thẳng hơn so với ta vậy? Audio điện tử võ tấn bền Hồ Hạnh Nhi mặt không thay đổi nói, bà cô già vạn năm cuối cùng cũng có thể bán ra ngoài, có thể không vội vã sao được. Nếu như làm không cẩn thận một chút thì chỉ sợ tiêu ra trả hàng. Mọi người đều bị chọc cười, dù sao cũng hóa giải một chút không khí căng thẳng nhưng linh lợi vẫn rất căng thẳng, bảo mọi người ra ngoài chờ, chỉ để lại cầm chi và quỳnh hoa ở bên cạnh giúp đỡ một chút. Đám người thương mai ở bên ngoài đợi một cái chính là hơn nửa canh giờ, thì thoảng có thể nghe được tiếng thét chói tai của linh lợi truyền ra bên ngoài, còn lại không có động tĩnh gì khác. Cuối cùng cầm chi bước ra ngoài nói, các vị, công chúa mời mọi người đi vào. Nhu dao nhảy dựng lên đầu tiên, chờ đến nóng lòng. Mọi người vén rèm lên đi vào, đôi mắt lập tức tỏa sáng toàn thân mặc hỷ phục màu đỏ tươi viền vàng, bên trên hỷ phục theo hình rồng vàng sắc mây rực rỡ, bên hông huyền chuyển thắt chặt dây lưng hồng vàng đan sen, tay áo dài rộng, hỷ phục rất dài kéo trên mặt đất, theo thùa tinh xảo phải nói là khiến người ta nghẹt thở. Đầu đội mũ phượng bát bảo, xung quanh điểm thêm châu ngọc, ở chính giữa đính một viên đá quý đỏ tươi rực rỡ, tua rua rủ xuống chán là vàng nguyên chất đúc thành, cuối mỗi tua rua là một loạt hồng ngọc nhỏ. Trừ tua rua trên chán ra, còn lại những tua rua ở ba mặt còn lại đều là vàng dòng mềm mỏng tung bay. Vàng có thể làm được mềm mỏng nhẹ nhàng tung bay thì quả thực là thử thách tay nghề của thợ thủ công. Nàng ta nhẹ nhàng nhấc váy, lộ ra một đôi giày gấm thêu đỏ tươi, mỗi chiếc giày đều có một viên hồng ngọc ở mũi, nghe nói riêng đôi giày này đã tiêu tốn ngàn vàng. Lại nhìn lớp trang điểm khuôn mặt, da trắng nõn nà, sắc hồng tinh tế, lông mày lá liễu nhỏ nhắn, cong cong như trăng, mũi ngọc tinh xảo cao mất, không chút tì vết nào, Đôi môi anh đào đỏ thắm, xinh đẹp ướt át, lại nhìn ánh mắt sóng nước dập dình, như ánh sáng mùa xuân tươi đẹp chiếu vào. Trang điểm như thế này, thu lại sự ngang ngược ban đầu của Tráng Tráng, nhiều hơn mấy phần quyến rũ xinh đẹp, hiển nhiên là một tân nương đợi gả. Đẹp ngây người. Mọi người gần như là ngừng thở nhìn nàng ta, cũng không nhịn được thở dài nói, "Linh Lợi, tay nghề này của ngươi rời khỏi Nguyệt lâu có thể ra ngoài mở cửa hàng trang điểm." Linh Lợi lắc bàn tay nhỏ bé vẻ mặt khiêm tốn nhưng ánh mắt kiêu ngạo, chê cười rồi, chê cười rồi, chủ yếu là nền tảng của công chúa tốt. Vẽ xong hết chưa, lễ thân vương ở bên ngoài hỏi. Được rồi, được rồi, đám người vội vàng nói. Lễ thân vương vén rèm lên đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của tráng tráng lập tức có loại xúc động muốn nước mắt tuôn đầy mặt, thật tốt, thật tốt, lần này chắc chắn tiêu kiêu thế nào cũng sẽ không trả hàng mọi người nhìn khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng trước sau như một của hắn ta bắt đầu chậm rãi tỏa ra ý cười, lúc này trong lòng mới thả lòng. Chậm đã. Đang lúc mọi người buông lỏng thì lại nghe thấy hắn ta bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Tráng tráng cũng ngơ ngác một chút, nghi ngờ nhìn hắn ta, có cái gì không hài lòng sao? Nàng ta cảm thấy khuôn mặt mình đã là đỉnh cao trong cuộc đời này rồi. Chỉ thấy hắn ta đi đến trước mặt tráng tráng, nhìn tua rua ở hai bên kỹ một chút, quay đầu lại hỏi, các người có cảm thấy hai bên tua rua này có phải không đối xứng không? Không có, rất đối xứng. Đám người nói chăm miệng một lời, linh lợi vội vàng đẩy tráng tráng ngồi vào trên giường, Aman cũng đẩy lễ thân vương ra ngoài, người đi ra ngoài chuẩn bị cái khác trước đi, chúng ta còn có lời muốn nói với tiểu cô cô. Cái này nếu không đối xứng thì phải gọi thợ thủ công tới đổi, điều này cần tốn rất nhiều công sức. Lễ thân vương ra sức quay đầu nhìn tráng tráng, nhưng Thương Mai và Hồ Hạnh Nhi tự động tự giác đứng trước mặt của hắn ta cản trở ánh mắt, lại thêm A à Man khăng khăng đẩy hắn ta, hắn ta đành phải thầm nói, nhìn nhầm sao. Được rồi, các ngươi nói tới nói lui cẩn thận đừng làm hỏng trang điểm, làm hỏng thì sẽ không kịp giờ. Cuối cùng lễ thân vương cũng ra ngoài, Hồ Hạnh Nhi lau mồ hôi một cái, boi cố chấp này nếu như thật sự để hắn ta tìm ra khuyết điểm thì lại bận rộn hồi lâu. Còn không phải thế sao? Thương Mai nhìn Hồ Hạnh Nhi một cái, giờ lành được chọn vào giờ mùi một khắc, đến giờ mùi, liền nghe thấy bên ngoài chiêng trống vang trời, pháo từng trận, vô cùng náo nhiệt. Thời điểm đón dâu các cô nương chưa xuất giá không được đưa tiến, thế là Hồ Hạnh Nhi và Nhu Giao liền tự giác đứng sang một bên, yêu thích và ngưỡng mộ nhìn các phụ nhân đã kết hôn như Thương Mai và Loan Loan cùng một đoàn cung tần đưa tráng tráng ra ngoài. Hôm nay tiêu kiêu chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đẹp trai. Đẹp trai vượt giới hạn, toàn thân mặc hỷ phục tân lang màu đỏ tươi viền đen vàng, theo mãng xảo uốn lượn tinh xảo, đầu đội kim quan, hiện lên sự tài hoa tuấn tú. Thương Mai và Loan Loan chưa từng thấy trên mặt hắn ta có đường cong dịu dàng như vậy, mặt mày tự nhiên chứa đầy sự ngọt ngào, hắn ta nhìn tráng tráng được hỉ nương dịu ra ngoài, nước mắt liền tràn mi, dường như hắn ta chờ đợi giờ khắc này đã đợi cả trăm ngàn năm. Sau đó bận biểu đến nỗi tráng tráng gần như hoa mắt váng đầu, đón dâu không phải đều là đón dâu thật tốt sao? bọn trẻ tiêu ra rất sôi nổi, làm ẩm ý hết sức, mặc dù vui mừng hớn hở nhưng đội mũ phượng mười mấy cân tráng tráng cảm thấy cổ sắp gãy mất. Hầu phủ náo nhiệt khác thường, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo, cười nói vang trời, tráng tráng trùm khăn cô dâu màu đỏ, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều giày đang không ngừng chuyển động, giống như là đang nằm mơ. Trong khoảnh khắc tiêu kiêu nắm lấy tay của nàng ta, nàng ta mới có cảm giác chân thực, trong mắt đột nhiên có nước mắt, nàng ta cảm thấy mình hạnh phúc sắp chết mất sau khi bái thiên địa xong thì đưa về động phòng, đám người thương mai mới có thể đi vào nháo động phòng. Nhưng mọi người cũng không nháo, đều vây quanh tráng tráng nói chuyện, trong lúc đó hỉ nương qua lại không ngớt, làm động tác chọc cười nói lời vui mừng lấy thưởng. Hồ Hạnh Nhi và Thương Mai đặc biệt hào phóng, một đêm này thưởng bạc phân phát đi không chỉ ngàn lượng. chương 857, đêm nay người ngủ nhà xí. Đêm nay Tiêu Kiều uống ba chén rượu, chén thứ nhất là Việt Đông Vương mời hắn, Chén thứ hai là đại tộc trưởng tiêu ra mời hắn. Chén thứ ba là hắn mời tất cả khách mời. Làm tân lang có thể chỉ dùng ba chén rượu qua loa, đây quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng người ta có đội tiếp rượu, cái gì mà Tô Thanh, Tiêu Thác Nghiêm Vinh và một số con cháu trẻ tuổi của tiêu gia đều là người của đội tiếp rượu. Phàm là có người đến mời rượu, tiểu đội trưởng tiêu thác của đội liền đứng lên trước, cười nói, đêm nay đại ca và công chúa còn có chuyện đứng đắn phải làm, uống rượu hỏng việc, mọi người thông cảm, thông cảm, ta đến là được rồi, một chén không đủ thì hai chén, hai chén không đủ người của mình lại cho một chén. Đương nhiên gặp mấy người có trọng lượng, người ta không muốn để tiêu thác tiếp rượu thì lúc này tiêu thác sẽ mời mộ dung khanh chủ tịch tập đoàn tiếp rượu ra. Mặt mũi nhiếp chính vương há có thể không cho được, còn không đợi người ta nói chuyện, mộ dung khanh đã uống trước một chén, người mời rượu thấy mộ dung khanh sảng khoái như vậy cũng không tiện uống một chén, uống liên tục ba chén, loạn trà loạn trọn cầm chén rượu quay về phòng tiệc, hung hăng nói thầm, biết ngay là nhiếp chính vương lừa gạt uống rượu. Một bữa tiệc cưới hạ xuống, tân lang ca một phần men say cũng không có, ngược lại là một đám tiếp rượu say. Tiêu thác ra ngoài nôn liên tiếp hai lần, sau khi đi nôn về, tình cảm nồng nàn nắm chặt tay loan loan, nương tử, vi phu cũng biết là nàng vất vả. Loan loan đạp một cước, biết cái đếch gì, quay về tiếp tục uống, lại nôn mấy lần nữa chàng mới coi như biết nôn hai lần về liền biết nàng ta vất vả rồi. Tiêu thác đã say bảy tám phần, đang ngà ngà say sau khi đến thổ lộ một phen thì lại hùng hục quay về tiếp tục uống. Hôn lễ bình thường đều là tân lang bị người ta làm cho quá chén, sau đó phải có người đỡ đưa về động phòng, nhưng lần này coi như ngoại lệ, đội tiếp rượu từng người bị đỡ về, tiêu thác là bị cõng về. Mà tiêu kiêu thì áo mũ nghiêm chỉnh, hắng giọng sau đó bước chân thoải mái bước vào tân phòng. Hỷ nương đã đang chờ rồi, thấy tiêu kiêu đi vào vội vàng nói lời vui mừng, chúc mừng đại tướng quân. Chúc đại tướng quân và công chúa bên nhau đến bạc đầu, con đàn cháu đống. Xoạt một tiếng, tiêu kiêu từ trong túi tay áo lấy ngân phiếu ra trực tiếp ban thưởng, hỉ nương nhìn thoáng qua số bạc, quá đỗi vui mừng, không kịp nói lời cảm ơn đã bị tiêu kiêu đẩy đi ra ngoài, người có thể đi ra. Hỉ nương ngơ ngác một chút, công việc này còn chưa làm xong đâu. Nhưng may là đã nhận đủ phần thưởng, hí ha hí hửng đi ra ngoài. Thương Mai và các phu nhân của tiêu gia ở cùng tráng tráng thấy thế thì không thể nhịn được bật cười. Thương Mai cười nói ơ, không kịp chờ đợi như thế, e rằng chúng ta đều phải đi rồi. Dứt lời dẫn cả đám người đi ra. Tiêu Kiêu không phải thành thân lần đầu, nhưng lại là lần đầu đi vào phòng tân hôn, lần cưới hàn thanh thu đó, hắn trực tiếp cau mặt rời đi. Nhưng quá trình thì hắn biết, từ ngày muốn cưới tráng tráng hắn liền chăm chỉ không ngừng, chịu khó học hỏi rất nhiều nam sĩ đã thành thân và các mama về các lễ nghi liên quan tới động phòng mà hắn cho rằng mặc dù hỷ nương cần phải có trong hôn lễ nhưng trong phòng tân hôn thì không cần đây là phòng tân hôn của hắn và tráng tráng bắt đầu từ giờ khắc này chính là thuộc về hai người bởi vậy những người không liên quan phải dọn dẹp sạch sẽ hết trong phòng tân hôn chỉ còn đôi tân nương tân lang đã trải qua nhiều năm mới có thể ở bên nhau tráng tráng chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy lên khỏi cổ họng Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cảnh tượng mong đợi trăm ngàn lần cuối cùng đã đến. Tiêu Kiêu cũng căng thẳng, vị nam sĩ đã cưới lần hai này thậm chí còn căng thẳng hơn so với Tráng Tráng mới cưới lần đầu, cũng vì biết mình căng thẳng nên mới không cho hỉ nương ở đây nhìn hắn chê cười. Hắn hít thở sâu một hơi, ra sức ngăn chặn trái tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng nhớ lại thủ tục đầu tiên của việc động phòng. Đó chính là vén khăn đỏ của cô dâu lên. Ngón tay của hắn có chút run rẩy nắm chặt cán cân như ý đi tới trước mặt tráng tráng. Tráng tráng cúi thấp đầu, chỉ thấy giày của hắn và một vòng vạt áo đỏ tươi, viền vạt áo được thiêu tinh xảo tỉ mỉ. Hô hấp của nàng ta ngày càng căng thẳng hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đầu cán cân như ý được đút vào, hơn run lên, nàng ta trừng to mắt, nhìn khăn đỏ cô dâu bỗng nhiên bị sốc lên, một khuôn mặt căng thẳng xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Đôi mắt đột nhiên ngập sương mù, còn chưa kịp nhìn kỹ hắn thì đã bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp. Tráng tráng, 18 năm, cuối cùng ta cũng cưới được nàng. 18 năm trước hắn đã âm thầm lập lời thề phải cưới nàng ta làm thê tử, khi đó hắn còn nhỏ tuổi, nàng ta cũng nhỏ tuổi, lời thề hứa âm thầm chỉ có trời xanh mới biết, cuối cùng trời xanh cũng không phụ lòng. Nước mắt tráng tráng rơi như mưa. Ngoài cửa thương mai cũng rất cảm động, tất cả mọi người đều rất cảm động nhất là những thiếu niên cầm pháo trong tay muốn náo loạn phòng tân hôn kia. Bởi vì thường là lúc người trong phòng tân hôn không có chút đề phòng nào thì chính là thời điểm tốt nhất để họ ra tay. Chàng làm cái gì vậy? Tráng tráng căng thẳng nhìn tiêu kiêu đang không ngừng rút vũ khí ra. Trên mặt tiêu kiêu lộ ra nụ cười quái dị, đánh đòn phủ đầu. Tráng tráng nhớ tới thời điểm lão thất và thương mai thành thân thả rất nhiều rắn, hay là hắn cũng muốn thả rắn. Không phải rắn, mà là một chuỗi pháo đặc chế mỗi quả thô to như cánh tay trẻ con a à, tráng tráng che miệng có thể bị nguy hiểm hay không không nguy hiểm thì họ sẽ chạy trốn sao một loạt đại pháo được lấy ra cửa sổ thoáng mở ra liền thấy một chuỗi pháo nhỏ màu đỏ được đưa vào ngoài cửa còn có tiếng cười trộm tiêu kiêu cười khẩy một tiếng châm lửa kíp nổ đẩy cả chuỗi đại pháo màu đỏ ra khe hở đây là cái quái gì vậy Mối cái lớn như vậy lại còn cả một chuỗi dài. Mẹ ơi, đại pháo, mau trốn. Quá độc ác. Không hổ là đại tướng quân, tác chiến như vậy ắt không để người ta sống sót. Thương Mai chính mắt thấy tiết mục trêu chọc cô dâu chú rể lúc cô thành thân, cảm thấy rất hả giận, nhưng "Phắc, Tiêu Kiêu, ta và Loan Loan còn ở ngay bên ngoài đấy, hai chúng ta là phụ nữ có thai. Trốn đi." Loan Loan rất sầu não, vốn định nghe lén góc tường nàng ta thích nhất chính là nghe lén góc tường trước kia các đại ca kết hôn nàng ta đều lén bỏ lên nóc nhà nghe lúc thập nhị ca thành thân nàng ta cũng nghe khi đó nàng ta đã thành thân với tiêu thác thật sự là một khâu làm tổn hại phúc lợi cho dù như thế nào thì hôm nay cũng rất vui gần đây đều rất vui lúc thương mai đi ra tràn đầy vui vẻ nói nhưng khi cô nhìn thấy nghiêm vinh đang dìu mộ dung khanh say khướt thì nụ cười tắt lịm chủ yếu là nghiêm vinh cũng say khướt hai người đều đã nôn mửa, người thối hoắc. Uống uống uống, sao không uống? Thương Mai tức giận nói, nhưng vẫn thu lại chữ cuối cùng không dám nói với người đang mang trong mình đồng mệnh cổ. Thương Mai, mộ dung khanh giơ ngón tay cái lên, cười như một kẻ ngốc, hôm nay bản vương rất vui, đến đây, chúng ta về phủ động phòng đi. Thương Mai thấy mọi người xung quanh lập tức cười vang, tức giận đến đạp cho một cước, đêm nay người ngủ nhà xí. Trường 858, thời gian thoải mái sau khi tráng tráng thành thân vào tháng 10, liền làm cho người ta cảm thấy cuối năm đang đến gần. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 28 tháng 11 ấy xuất hiện trận tuyết đầu tiên, trận tuyết này đến khá muộn, bắt đầu mùa đông đến nay mọi người vẫn đều chờ đợi tuyết rơi. Tuy rằng thương mai sợ lạnh, nhưng cũng vẫn chờ tuyết rơi, bởi vì tuyết rơi sẽ khiến cho cổ trùng của Tôn Phương Nhi ở trên người giảm tốc độ trưởng thành lại. Đây là nàng thấy được từ y thuật của ôn yến đại phu, cổ trùng cũng ngủ đông, ngủ đông không phải bắt đầu từ lúc trời lạnh, mà là bắt đầu từ khi tuyết rơi. Thương Mai không khỏi cảm thán, đến ngay cả cổ trùng cũng đều nhạy cảm như thế, có thể nhận biết được rằng có phải tuyết rơi hay không, tiến hóa cũng nhanh thật đó. Trận tuyết này rơi trọn một ngày, sau khi tuyết ngừng rơi, hôm sau Thương Mai vào cung thi châm cho Hoàng đế, tình trạng của Hoàng đế tốt lên rất nhiều, có thể đi có thể tự ăn cơm có thể tự mình đi nhà xí, cũng có thể động một tí nổi giận với người trong cung dựa theo tình huống này xuống, rất nhanh thôi hắn ta sẽ có thể triệu kiến đại thần vào cung. Nhưng tình trạng của hoàng đế chuyển biến tốt đẹp, mộ dung khanh cũng vẫn chưa truyền ra ngoài, chỉ nói hoàng thượng vẫn vướng bận như cũ, vẫn trên giường bệnh, để tránh cho lòng người thay đổi, không cố làm những chuyện thiết thực. Hơn một tháng này, mộ dung khanh đã ban hành nhiều chính sách có lợi cho nông nghiệp, cũng bắt đầu thử đẩy mạnh đảm bảo trị bệnh. Sự oán hận trong dân gian liên quan đến tăng thuế má cũng dần dần lắng xuống phổ biến đảm bảo trị bệnh, cũng khiến cho áp lực của cục huệ dân tăng cao, mộ dung khanh vì cục huệ dân nên cũng tuyển thêm y đồng, mở sát hạch cho y quán, miễn là thành công qua sát hạch thì đều có thể vào cục huệ dân làm đại phu. Vào cục huệ dân, tốt xấu gì cũng là có công ăn việc làm ổn định, vài phụ mẫu nhà nghèo dẫn theo con cái đến báo danh, chỉ cần có thể thi vào cục huệ dân thì liền có cơm ăn. Thương Mai không biết, một cái đề xuất tham khảo hiện đại của cô sẽ làm cho trình độ y thuật của đại chu phát triển mạnh mẽ bởi vì y thuật của đại chu lạc hậu kém xa đại lương, bởi vậy sau khi rất nhiều người nhiễm bệnh đều không có bạc để chữa trị, ốm vặt thì mời lang chung trên giang hồ, bệnh nặng thì chính là chờ chết. phổ biến đảm bảo trị bệnh thì đúng là ban ơn cho bách tính, mặc dù rất đau lòng vì phải đóng thêm thuế, nhưng mà nhà ai sẽ không có người già hay trẻ em ốm chứ? so sánh với tiền thuốc men hàng năm, chút thuế thêm này cũng thực sự quá ít. đương nhiên những tiếng nói này cũng không phải toàn diện. Cũng có người không hài lòng, thương nhân sẽ không hài lòng lắm, bởi vì thương nhân nể mặt đại phu, nhưng trái lại, thương nhân bọn họ thì phải nộp nhiều thuế hơn. Có người nói, đây là mộ dung khanh cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nhưng mà bất kể như thế nào thì cũng được, bởi vì triều đình cũng đã ban bố xuống việc thu thuế nặng này cũng chỉ có 2 năm, sau 2 năm thì cứ dựa theo chính sách trước đó, nhưng bảo đảm chữa trị thì không như thế, bảo đảm chữa trị vẫn sẽ phổ biến. Nếu như sau 2 năm vẫn tiếp tục tiến hành siêu cao thuế nặng thì đó chính là vấn đề cầm quyền của hoàng đế khỏi bệnh. Mộ Dung Khanh vung tay ném nổi thật tốt. Hôm nay Mộ Dung Khanh đợi đến khi thương mai hết bận mới cùng nhau rời cung, lên xe ngựa, liền giữ chặt tay của cô dùng sức xoa, lạnh giống như băng vậy, việc châm cứu này không thể cho Ngô Yến Tổ làm hay sao chứ? Đúng là Ngô Yến Tổ tiến bộ rất nhanh, chỉ có điều bây giờ là thời điểm then chốt, đúng vị thuốc, vấn đề châm cứu kia không thể xảy ra vấn đề được mặt mày thương mai mang nồng đậm ý cười. Mộ Dung Khanh khẽ gật đầu, biết chuyện này tạm thời cũng không thể mượn tay người khác, liền đưa tay chạm vào bụng của cô, bây giờ đã gần 4 tháng rồi, phần bụng có hơi nở ra, Mộ Dung Khanh vẫn luôn chờ đợi thương mai nói thai đạp, nhưng mà mỗi ngày sờ vào cũng vẫn không hề cảm thấy gì. Cái đứa này sao lại ngủ sâu đến thế chứ, cũng không cử động một cái. Thương Mai cười nói, nào nhanh như thế được, còn phải chờ thêm một tháng nữa. Đó cũng phải qua Tết rồi, ai, chờ đến nỗi cổ ta cũng giải theo luôn rồi. Giống như mỗi người đàn ông lần đầu làm cha khác, hắn cũng vô cùng mong chờ đứa con đầu của mình, mong chờ từng giai đoạn. Sao ta lại thấy nhỏ hơn bụng của Loan Loan nhỉ? Mộ Dung Khanh nói. Mạch của Loan Loan cũng vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là thai đôi hoặc là thai ba. Thương Mai nói. Vậy sau này bụng của nàng ta cũng sẽ rất lớn. Mộ Dung Khanh không có chút nào ghen tị bởi vì bụng Thương Mai nhỏ như thế, phải mang hai hoặc ba đứa trẻ thì người khó chịu chính là cô. Đây có gì quan trọng chứ?" Thương Mai nói. "Chỉ là, thai đôi hay thai ba tương đối mà nói, lúc sinh thì nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, y thuật của những năm này còn lạc hậu, nữ nhân mang thai sinh con, lỡ như gặp phải thai ngược hoặc những nguyên nhân khó sinh khác, dường như sẽ phải bỏ mạng. Giải phẫu không phổ biến, cũng không có điều kiện giải phẫu, chỉ có thể sinh thường, vất vả cho Loan Loan rồi. Vất vả cho nàng rồi." Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng ôm cô. "Đồ ngốc, chuyện này có gì vất vả chứ? Sinh con dưỡng cái là con đường duy nhất để nhân loại sinh sôi nảy nở mà, những nữ nhân khác có thể sinh, sao ta phải yếu ớt hơn chứ?" Đột nhiên Ngô Yến Tổ vén rèm lên, "Sư phụ, ta có thể nghe được các ngài nói chuyện, rất chán rồi." "Cút." Mộ Dung Khanh quát to một tiếng, "Còn tiếp tục nhiều chuyện nữa thì ngươi đi ngồi con lừa của ngươi đi." Ngô Yến Tổ buông rèm xuống giọng nói và tiếng gió cùng truyền vào, ta thế này khác ngồi con lửa chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn bị gió lạnh thổi đó sao? Xe ngựa này lớn như vậy, nhiều thêm một người là ta ngồi thì sao chứ? Cứ phải đuổi ta ra ngoài với đánh xe, ta cũng đâu phải là đánh xe đâu chứ? Vậy sáng mai ngươi đi bộ tiến cung nha, giọng nói lạnh lùng của mộ dung khanh truyền tới. Ngô Yến Tổ lập tức ngậm miệng. Qua hai tháng quan sát, ông ta phát hiện rằng tốt nhất không nên đắc tội vị vương gia này, không nói cười tùy tiện thì cũng thôi đi, còn vô cùng nghiêm khắc, động một chút lại nổi giận với người khác. Không thể trêu vào được mà. Cũng không tránh được nha, ông ta muốn học y thuật, nhất định phải đi theo sư phụ, nhưng mà vương gia cũng thích đi theo sư phụ, bởi vậy vẫn luôn hình thành cục diện ba người. Lần sau, dứt khoát cùng cưới lừa với linh lợi tỷ là được rồi. Ông ta nghĩ rồi, quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy lúc này linh lợi không cưới lừa, mà là cưới một con ngựa màu đỏ thấm. Ông ta vội vàng nhảy xuống xe ngựa, giơ tay gọi Linh Lợi dừng lại. Linh Lợi dục ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống ông ta, chuyện gì thế? Ngô Yến tổ đi vòng quanh con ngựa hai lần, tấm tắc nói, Linh Lợi tỷ, người phát tài sao? Sao mua ngựa rồi mà cũng không nói một tiếng vậy, tốt xấu gì cũng chúc mừng một tiếng. Không phải mua, là vương phi thưởng đó, con lừa kia của ta già rồi. Sắc mặt Linh Lợi không thay đổi, nói, Sư phụ thật bất công mà mắt Ngô Yến Tổ sắp nhỏ ra máu rồi, thật là ghen tị mà. Lừa của ông cũng già sao? Linh Lợi cúi người hỏi. Con lừa của ta không có già, nhưng mà ta già nha. Ông ta lau mặt một cái. Gần đây thời tiết rất khô giáo, mặt đều sắp lên nếp nhân cả rồi, lại còn đón gió như vậy nữa, cũng không biết sẽ nứt thành dáng vẻ gì nữa. Cho ông cưới một lúc. Linh Lợi hỏi. Được, được. Ngô Yến Tổ vô cùng vui vẻ. Mình không có ngựa mà cưới của người khác cũng tốt. Linh Lợi tung người xuống ngựa, ngồi yến tổ vụng về lên lưng ngựa, ông ta chưa từng cưới ngựa, nhưng mà, ông ta cho rằng cưới ngựa tối thiểu cũng giống như cưới lừa thôi, không phải đều là lương sao. Ông ta cưới trên lưng ngựa, dương dương đắc ý nhìn Linh Lợi, "Linh Lợi tỷ, con ngựa này của ngươi tốt đó, tính tình tốt, cũng không có khi dễ người lạ, con lừa kia của ta sẽ đá hậu đó." Ông ta nhìn thấy đáy mắt Linh Lợi hiện lên vẻ cười đắc ý, đang muốn hỏi, đã thấy nàng đập một cái vào mông ngựa, con ngựa vùng vó liền chạy. Ai nha, chậm một chút đi, Ai nha, ta sắp ngã rồi. Tiếng hét hoảng sợ dần dần đi xa, Linh Lợi vỗ tay cười ha ha. Ai bảo ngươi ngấp nghé con ngựa của ta. Ơ, ờ, thế ta quay về thế nào đây? Lúc này Linh Lợi mới phát hiện cục diện lúng túng, xe ngựa đi rồi, con ngựa cũng đi rồi, nàng quay về bằng cái gì đây? Phía trước, có một nam tử áo xanh dục ngựa chậm rãi đi tới. Chương 859, không phải ngươi đi rồi sao? Sắc mặt hắn ửng hồng, khuôn mặt tuấn mỹ, gió lạnh thổi qua, tản ra mùi rượu trên thân, nồng nặc đến nỗi Linh Lợi đứng ở phía xa cũng ngửi được. "Ngươi?" Linh Lợi ngơ ngác một chút, "không phải là ngươi đi rồi sao?" Vừa rồi lúc nàng ra đi, thấy hắn đã lên xe ngựa, bây giờ sao lại ở đây một mình chứ? "Ngươi?" Linh Lợi thấy hắn bỗng nhiên bước nhanh tới, biểu hiện trên mặt dường như có chút liều lĩnh liền vô ý thức lui ra phía sau một bước người muốn làm gì chữ chứ còn chưa nói ra môi đã bị chặn lại linh lợi chỉ cảm thấy đầu óc trống không một trận không biết vì sao vậy mà nhớ tới loan loan chia sẻ lần đầu tiên hôn tiêu thác nàng nói đầu óc giống đầu gỗ vậy bỗng nhiên liền không suy nghĩ được gì nữa lúc ấy nàng còn cảm thấy là loan loan khoa trương chuyện này có là gì đâu chứ không phải chỉ là nhận một nụ hôn thôi sao chuyên tâm một chút hắn hàm hồ linh lợi nhất thời lấy lại tinh thần đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng mà trước đó tô thanh hắn nhìn như một thư sinh yếu đuối cánh tay lại như sắt thép thế nào cũng không đẩy được linh lợi ta muốn cưới nàng thật lâu hắn mới buông nàng ra hung hăng nhìn chằm chằm vào nàng tuyên cáo mặc dù cách cầu thân này vô cùng đặc biệt nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là linh lợi ba chân bốn cẳng bỏ chạy sau khi linh lợi trở lại vương phủ lại biến thành con quay linh lợi ra ra vào vào bận rộn, đêm hôm khuya khoát kỳ thật cũng không có chuyện gì để bận lắm, nhưng nàng lại dùng một cái khăn lau đến quay qua quay lại, cái bàn, cái ghế, bình phong, ngăn tủ, ngăn kéo, bàn trang điểm, cửa gỗ khắc hoa, lan can, cuối cùng ngay cả bàn ghế đá trong viện nàng cũng lau. Sau khi lau xong, thấy trên mặt đất có mấy chiếc lá rụng, lại cầm cây chổi lớn, lúc đang chuẩn bị làm bẩn ni quét rác thì ma ma ra cản lại. Ôi, cô nương tốt của ta ơi, bây giờ là ngươi đang xảy ra chuyện gì vậy mọi người từ lễ thành hôn của công chúa quay về đều vô cùng cao hứng sao ngươi lại buồn bực thế có cái gì không vui thì cứ nói với ma ma này linh lợi phối hợp vung cái trổi không có buồn bực đang vui đây cao hứng mới làm việc ma ma không phải ta nói ngươi ngươi nhìn viện tử xem một chỗ lá rụng cũng không thấy người đến quét hạ nhân càng ngày càng lười biếng tổng quản bà nhất định phải đi quản giáo đó cây trổi của nàng cũng thế cũng đầy bụi, Mama ho khan một tiếng, tay kia phẩy phẩy, ở đâu có là gì dụng chứ. Lá cây đều sắp rơi sạch rồi, mấy chiếc lá cây như thế thì ngươi cứ chảo đón một chứ đi. Bà ấy giữ chặt tay Linh lợi, đi, đến phòng Mama uống một chén đi, bây giờ đó, ta vô cùng cao hứng, kể cho ngươi nghe một số chuyện vui, để ngươi cũng vui lên một chút. Có chuyện gì mà vui đến thế chứ? Linh lợi bị bà ấy dắt đi vào trong, nhưng tay vẫn không buông cây trổi ra một chuyện vui lớn nha, mama cười nói. vào trong phòng mama quả nhiên có một vò rượu để trên bàn, mama ở một mình bên cạnh không có người quấy giày. bà ấy cầm lấy hai cái chén, rót đầy, vui sướng nói, hôm nay đến hầu phủ dự tiệc rượu, ta nghe hai tên ngự y được mời đi uống rượu mừng lặng lẽ bàn tán bụng của vương phi, nói có khả năng cao là thai đôi. linh lợi phì cười một tiếng, mama, chuyện này sao có thể? cái bụng kia còn chưa lớn bằng một nửa của loan loan nữa, chính là thai đôi sao. Người ta là ngự y, nói chuyện đương nhiên chuẩn, ma ma không vui chừng nàng một chút. Y thuật của ngự y còn không bằng vương phi của chúng ta đâu, hơn nữa nếu chỉ dùng mắt nhìn một chút mà đã biết thai đôi, đây không phải là ngự y nữa mà là thần tiên rồi. Không phải là có câu nói thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình sao? Ma ma hừ một tiếng, y thuật của vương phi cao minh, nhưng mà, cuối cùng cũng không có kinh nghiệm về sinh đẻ, người ta là ngự y hầu hạ trong cung nhiều năm, phán đoán vô số chứng bệnh, lại đọc không ít sách thuốc, chỉ nhìn vào mặt sinh đẻ này, bọn họ mới là quyền uy, một ngự y nói như vậy thì thôi, hai ngự y nói như vậy thì sẽ có độ tin cậy, trong lòng người ta không có một chút căn cứ, có thể nói hưu nói vượn như vậy. Người ta là ngự y, có thân phận. Linh lợi nghe bà ấy nói, mặc dù cảm thấy ngự y chưa hẳn nói chuẩn, nhưng mà, người ta phân tích như thế này, đại khái cũng có căn cứ, chỉ là, nàng suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu, không tin không tin, bụng của Vương Phi quá nhỏ, bây giờ mới hơi to ra, nếu không phải biết nội tình, vẫn chỉ là cho là nàng mập mà thôi chứ đều nhìn không ra mang thai, bụng nhỏ như vậy mà mang thai đôi, vậy lúc hai đứa trẻ này chào đời, không phải là lớn bằng con chuột sao? Người biết cái gì, ma liếc nàng một cái, bây giờ 14 tháng, còn có 6 tháng để hài tử nên dáng vóc, người cứ đợi mà xem đi, nếu là thai đôi, tiếp theo nhất định Vương Phi sẽ ăn rất nhiều, ngoài ra cơ địa của Vương Phi không tốt, thời gian điều dưỡng cũng không dài, thai nhi gầy yếu chút cũng là bình thường, nhưng chỉ cần ăn uống từ từ tăng nhanh, hai từ cũng sẽ khỏe mạnh cường tráng, người cứ đợi đến lúc bụng của Vương Phi biến thành một cái trống lớn đi. Bởi vì nói về chủ đề thú vị nên lực chú ý của Linh Lợi chậm rãi bị hấp dẫn, một chén lại một chén uống với mama nói từ bụng vương nói đến bụng loan loan lại nói chuyện thành thân tối nay của công chúa. Cuối cùng, Mama thu chốt lại các cô nương từng người xuất giá, Linh lợi à, người cũng phải nắm chắc đi, người đã lớn rồi không còn nhỏ đâu. Linh lợi lập tức nhục trí. Nàng cầm lấy cây trổi, ngủ đi, tuổi đã cao rồi uống nhiều rượu như vậy cẩn thận nhiễm bệnh, ta tiếp tục quét xác đây. Cái nhà đầu này, nói một hồi chuyện lớn, còn chưa nói cuối cùng trong lòng người có chuyện gì nha. Mama đuổi theo hỏi. Không có việc gì, Linh lợi quyết định quét sân thay, thoát khỏi Mama lại nhảy vui buồn thất thường, ma ma nói nàng. Linh lợi chạy ra ngoài, dừng lại điên cuồng quét một trận, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngày thứ hai lúc thương mai nhìn thấy toàn bộ vương phủ ngay cả một cái lá rơi cũng không có, tối hôm qua nàng cũng nghe được động tính, nàng không ngủ sâu, vốn định ngồi dậy, nhưng lại sợ đánh thức lão thất. Đưa lão thất đi ra ngoài, thương mai kêu linh lợi đến. Thấy đôi mắt gấu mèo đen của nàng, liền biết cả một đêm nàng không ngủ. Quét một đêm, cái vương phủ này thật sạch nha, ăn tết cũng không cần quét dọn vệ sinh. Thương Mai lườm nàng một chút, sau đó ừng ực ừng ực uống vào sữa dê ma bưng lê. cũng không phải sao, cũng không biết bị cái gì kích thích cho nổi điên. mama cười nói, Linh lợi đặt mông ngồi xuống, ghé vào mặt bàn, không bị kích thích, chỉ là không sạch sẽ nhìn không được. Thương Mai thấy dáng vẻ này của nàng bèn phất phát tay với mama, mama biết điều, liền lui ra ngoài đóng cửa lại linh lợi vẫn là ghé vào mặt bàn dáng vẻ chán trường thương mai đẩy cổ tay của nàng chuyện gì xảy ra thế đêm qua ngươi để ngựa cho ngô yến tổ cưỡi về vậy ngươi quay về thế nào linh lợi ngẩng đầu dùng dáng vẻ cẩn thận run rẩy nói ta chạy về chạy về thương mai xoa nhẹ đáy mắt của nàng một chút ngủ không được có liên quan đến chạy về không linh lợi nhìn thẳng vào thương mai vương phi lần đầu tiên vương ra hôn người người có cảm giác gì Thương Mai A à một tiếng, sao lại hỏi chuyện này? Có người hôn ngươi sao? chương 860, đường tình duyên chắc trở. Linh lợi khoác khoác tay, không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi, thỉnh giáo một chút. Thương Mai hồi tưởng lại ngày hôm qua bọn họ đi ra ngoài, Tô Thanh được người khác dìu lên xe đi trước bọn họ, dựa theo lý thuyết Linh lợi sẽ không gặp được hắn. Suốt cuộc là ngươi với Tô Thanh có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng của ngươi không có hắn hả? Thương Mai hỏi linh lợi nhớ đến nụ hôn vào ngày hôm qua sắc mặt lập tức đỏ lên liền dùng tay xoa xoa mặt rồi nói sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy chứ không phải đã nói với ngươi rồi hả ta với hắn không thể nào đâu cái gì gọi là không có khả năng chứ chỉ có thể có một nguyên nhân đó chính là trong lòng của ngươi không có hắn thương mai kéo hai tay đang dùng sức xoa mặt của nàng ta nói được rồi có xoa cũng vô dụng cả thôi trước khi ngươi xoa mặt thì mặt của ngươi đã đỏ sẵn rồi rốt cuộc là tối ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy linh lợi thở dài một tiếng tối ngày hôm qua hắn nói muốn cưới ta hôn ngươi rồi sau đó nói là muốn cưới ngươi nếu không cũng sẽ không hỏi cô cảm giác hôn là như thế nào linh lợi gật đầu đúng vậy mặt lại xấu hổ mà đỏ lên thương mai cười phốc một tiếng linh lợi thật ra trong lòng của ngươi có hắn nói hưu nói vượn linh lợi vẫn luôn phủ nhận thương mai nhìn nàng ta nếu như tối hôm qua là ngộ yến tổ hôn ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào? Linh lợi không hề nghĩ ngợi, tát một bàn tay, đạp một đạp. Ngươi có làm như thế này với Tô Thanh không? Linh lợi thẹn quá hóa giận, ta đâu phải là đối thủ của hắn đâu chứ. Vậy nếu như đổi lại người hôn ngươi là nghiêm vinh thì sao đây? Linh lợi giật mình, ta cũng không đánh lại nghiêm vinh. Tô Thanh hôn ngươi, sau đó lại nói với ngươi là muốn cưới ngươi, ngươi làm như thế nào, phản ứng của ngươi là cái gì? Thương Mai thay một cách khác để hỏi, đến cùng đi theo giả vương biết bao nhiêu năm vậy mà không học được một chút lõi đời tinh danh của giả vương, vẫn giống như là một gốc cây. Tình huống này còn có thể nói cái gì nữa chứ, đương nhiên là chạy rồi. Linh lợi nói, chạy một hơi về vương phủ luôn hả? Đương nhiên rồi, ai biết được hắn có đuổi theo không, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn đuổi theo ta có thể làm sao bây giờ? Thương Mai nhẹ nhàng thở ra, ta là nữ tử, nếu như có một người mà ta không thích cưỡng hôn ta, cho dù ta có đánh không lại thì ta cũng sẽ mắng một tiếng đổ lưu manh thối tha, hoặc là không biết tự lượng sức mình mà đánh một bàn tay qua, mà ngươi thì lại chạy trôi chết. Linh lợi, ngươi cảm thấy có chuyện gì xảy ra vậy, trước đó ta đã từng hỏi ngươi cảm giác của ngươi đối với Tô Thanh là gì, ngươi lại lập lờ nước đôi, nhưng mà khi đó ta liền nghe ra được ngươi có cảm giác với Tô Thanh, chỉ là trở ngại chuyện trước kia, trở ngại mặt của ngươi, ngươi cảm thấy Tô Thanh sẽ ghét bỏ ngươi có đúng không? Cái gương mặt này cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ chán ghét, ngay cả chính bản thân ta có đôi khi cởi mặt nạ xuống cũng đều cảm thấy rất kinh khủng. Âm thanh của Linh Lợi mang theo một tia bi thương kiềm chế. Ngươi không phải là Tô Thanh, ngươi không đại biểu được suy nghĩ của hắn. Linh Lợi im lặng trong chốc lát, thôi bỏ đi, sau này hắn có đến đây thì ta trốn tránh là được rồi. Tránh cái gì mà tránh? Có thể tránh cả một đời không hả? Thương Mai đẩy đẩy nàng ta, đi tìm Tô Thanh nói cho rõ ràng đi, nói cho hắn biết ngươi chính là vị hôn thê của hắn, có hôn ước với hắn, ngươi nói với hắn là gương mặt của ngươi đã như hiện tại, nếu như hắn có thể chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì ngươi cũng có thể giải thoát rồi. Không đi đâu, Linh Lợi cố chấp nói. Linh Lợi, ngươi có muốn ở bên cạnh Tô Thanh không? Thương Mai kiên nhẫn hỏi không phải là vấn đề có muốn hay không, mà là bọn ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Linh lợi nói xong thì liền có chút bực bội, thôi bỏ đi, đừng có nói nữa, có nói ngươi cũng không hiểu được đâu. Thương mai vỗ mở u bàn tay của nàng ta, không phải là ta không hiểu, là do ngươi không hiểu, linh lợi, có một số việc chỉ cần ngươi đối mặt mới có thể biết được kết quả cuối cùng, ngươi muốn coi nhẹ mình cũng không sao, nhưng mà không thể trà đạp hạnh phúc của mình, đối mặt chính là biện pháp giải quyết tốt nhất bất cứ chuyện gì, ta nói là bất cứ chuyện gì. Dường như là Linh Lợi có chút xúc động, kinh ngạc nhìn Thương Mai. "Phương Phi, ngươi muốn ta trở về báo thù hả?" Thương Mai lắc đầu, "Ta không phải kêu ngươi trở về để báo thù, ta không thể đưa ra quyết định này thay cho ngươi được, nhưng mà nếu như ngươi không thể buông bỏ, tốt xấu gì cũng nên trở về đòi một lời giải thích." "Giải thích à?" Linh Lợi bi thương cười một tiếng, "Có thể có lời giải thích gì cơ chứ, ngoại trừ giết người." Ta còn có thể có giải thích gì đây? Thương Mai không nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn nàng ta. Nếu như có người nào đó muốn giết mình, tại sao lại phải thủ hạ lưu tình với người này? Thật ra thì Linh Lợi sợ gia đình này từ tận đáy lòng, bởi vì cho dù người ngoài có tổn thương nàng ta, nàng ta cũng chỉ có thể bị tổn thương thân thể mà không thể làm tổn thương được lòng của nàng ta. Nàng ta bị phụ thân tổn thương trái tim rất sâu, bởi vì nhắc đến chuyện xưa, trong lòng của Linh Lợi cảm thấy không thoải mái. Thương Mai cũng cảm thấy khó chịu thay cho nàng ta. Mà dù là ma ma không biết có chuyện gì xảy ra, Vương Phủ lập tức lại lâm vào một hoàn cảnh bi thảm, nhưng mà bà ta cũng không sợ, bởi vì bà ta có hậu phương vững chắc, có chỗ dựa, phàm là chuyện nào không giải quyết được thì sẽ đi tìm hậu phương này. Lần này bà ta dẫn theo linh lợi đi tìm vị hậu phương của bà ta. Bởi vì bà ta cảm thấy ai cũng không thể giúp được linh lợi, ngoại trừ vị này ngươi vào đi ma ma nhìn thấy linh lợi đứng ở bên ngoài chết sống không chịu bước vào không khỏi tức giận thúc giục nói ta không đi đâu linh lợi quay người lại muốn đi ta không cần phải cầu xin đến cũng đã đến rồi có khả năng giúp đỡ được ngươi đó ma ma tận tình khuyên nhủ ta không sao không có việc gì hả ngươi làm cho vương phi không vui từ ngày hôm qua lúc các người nói chuyện với nhau cho đến bây giờ vương phi cũng chưa từng cười cái nào Mama cho rằng chuyện nào mà làm vương phi không vui, đó đều là chuyện lớn, bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến đứa nhỏ trong bụng của vương phi. Đó chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Linh Lợi thở dài, "Mama, bình thường bà rất lý trí, tại sao bây giờ lại nói năng hồ đồ?" "Vào trong đi, mau vào trong đi." Mama lôi kéo nàng ta đi vào trong. Hai người quỳ gối trước Bồ Tát Quan Âm trong chùa Phúc An. Từ ngày Mama bắt đầu có tín ngưỡng đến nay thì gần như là ngày nào cũng muốn đến đây một lần để cầu bình an. Linh lợi quỳ gối trước mặt Bồ Tát, nàng ta không tin, bởi vì nàng ta cảm thấy dưới bầu trời không có thần tiên gì hết, không chỉ có trên đời này không có, trên trời cũng không có. Nếu như có thì tại sao người làm chuyện ác còn có thể sống sót đến bây giờ? Mama cầu Bồ Tát xong, còn cầu thay cho Linh lợi. Người đi ra ngoài cửa đi, ở bên kia có một chỗ bói sâm mười văn tiền một xâm, ta đi khuyên tiền. Mama nói, Linh lợi cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền vứt bỏ nó đi. Nếu như không phải do Mama lại nhảy không có cách nào khác, nàng ta mới không đến đây cầu thần xem bói. Có rất nhiều người mê tín, nàng ta thở dài một hơi, người sống một đời nếu như ngay cả bản thân mình cũng không có năng lực để giải quyết, vậy thì cầu thần tiên liền có thể kết quả được à? Nàng ta đi dạo ở xung quanh một vòng quả nhiên nhìn thấy một tăng nhân tóc trắng đang đó ẩn sâm dưới gốc cây. Trước mặt của tăng nhân đó có đặt một cái bàn cổ xưa, trên mặt bàn đặt vài cuốn sách, trong đình vắng vẻ ngay cả một người giải sâm cũng không có. Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy trong nơi hẻo lánh ở bên phải còn có một người đang giải sâm, ở bên kia có rất nhiều người vây quanh, một sự so sánh tranh lệch. Cô nương muốn giải sâm hả? Tăng nhân tóc trắng đó gọi cô một tiếng, nụ cười hiền lành. Linh lợi nhìn xung quanh, ngoại trừ nàng ta ra cũng không có người nào khác, xác định là gọi mình, liền khoát tay một cái rồi nói, không có, không giải xâm đâu. Tăng nhân tóc trắng cười nhẹ một tiếng, cô nương đã cầu chữ, tại sao lại không giải vậy? Linh lợi quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy nơi này, có thể nhìn thấy được cửa chính, nói cách khác lúc nãy có lẽ tăng nhân cũng đã nhìn thấy nàng ta ném chữ xuống đất. Nàng ta tức giận nói, ta không tin, đương nhiên là không giải rồi. Chương 861, Tần Châu thật sự gả rồi. Tăng nhân tóc trắng nhìn nàng ta, đôi mắt hãm sâu, có ánh sáng cơ trí, trên gương mặt gầy gò mang theo ý cười nồng đậm, dù sao thì lão tăng cũng không có làm ăn, không ngại nói vài câu với cô nương đây. Làm ăn hả? Linh Lợi cười nhạo một tiếng, người xuất gia các người mà cũng làm ăn nữa à? Người xuất gia thì cũng phải ăn cơm chứ? Tăng nhân trông vô cùng hổ thẹn mà nói. Linh Lợi nghe thấy lời nói này của ông ta, ngược lại cũng không còn mâu thuẫn như lúc trước nữa, dương ống tay áo lên ngồi xuống, hào khí nói, được rồi, dù sao thì ta cũng đang phải chờ người, liền nghe xem ông có thể nói cái gì, nếu nói hay thì tiền cơm tối nay của đại sư không cần phải lo lắng nữa. Tăng nhân cười cười, cẩn thận nói với Linh Lợi, giấy chữ của ngươi chắc hẳn là sáu chữ. Linh Lợi cười nói, chả phải tất cả các chữ xin đều là sáu chữ. Tăng nhân lắc đầu, cũng không phải, cũng không phải đâu, có rất nhiều cái là 28 chữ. Vậy thì trên tờ giấy của ta có viết cái gì? Linh Lợi cười hỏi tăng nhân, nói năng lung tung, đúng là xem mình như thần tiên sống à. Chim khách chiếm tổ tu hú, tăng nhân nói. Linh Lợi vỗ tay nói, hay, hay lắm, đoán hay lắm, chỉ là tờ giấy đó ta cũng từng chưa xem lần nào mà đã ném đi rồi, ông nói cái gì cũng đúng hết. Cô nương có tin hay không cũng được, có nhiều thứ đã bị người khác mang đi thì cần phải lấy trở về. Thiên đạo là như thế. Tăng nhân nói chuyện rất có tâm ý. Linh Lợi giật mình, "Hả? Các người làm hòa thượng không phải đều nói hai chữ tha thứ à?" "Người tha, nhưng trời không buông tha, vì ngươi, cũng là vì người ở bên ngoài, cũng vì thiên đạo." "Ông nói những lời này ta không hiểu một chữ nào hết." "Ngươi trở về suy nghĩ cho thật kỹ đi, ngươi sẽ hiểu được thôi." Tăng nhân nói. Linh Lợi rứt khoát nói, "Chỉ dựa vào sáu chữ đó của ông nói." Ta cũng không biết là có ý gì." Tăng Nhân thở dài một tiếng rồi nói, "Dù sao thì ngày hôm nay cũng không làm ăn, nói thêm vài câu với ngươi đi, sáu con chữ này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, ngụ ý của nó là nữ tử xuất giá sau này sẽ ở bên nhà trượng phu, nếu như hỏi chính là nhân duyên, chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được nơi nương tựa, nếu như ngươi hỏi một ý tứ khác, vậy thì những con chữ này đang có ý nhắc nhở." Nhắc nhở? Nhắc nhở cái gì vậy? linh lợi nhìn chằm chằm vào ông ta rồi hỏi tăng nhân cười thần bí trong lòng của cô nương hiểu mà cần gì phải hỏi lão tăng cơ chứ thiên cơ lão tăng không thể tiết lộ quá nhiều được nói nhiều rồi thì không phải là chỉ dẫn mà là xúi dục a di đà phật cái lão hòa thượng này ông thật là gian xảo linh lợi cười nói lão hòa thượng cười khoác tay kiếm cơm kiếm cơm mà thôi cô nương đừng trách linh lợi suy nghĩ một chút tu hú chiếm tổ chim khách cần phải đoạt lại cho dù có nhìn thấy máu thì Phật tổ cũng sẽ ủng hộ hả? A Di Đà Phật, Phật tổ thương hại thế nhân, đương nhiên sẽ không để người chịu khổ tiếp tục chịu khổ, người ác tiếp tục làm ác. Vậy tại sao các người cứ kêu người khác tha thứ chứ? Tha thứ, tha thứ cho những người biết hối cải. Tăng nhân chắp tay trước ngực, "Được rồi cô nương, đến cùng cũng là duyên phận, những thứ nên nói lão tăng cũng đã nói hết rồi, điều gì không nên nói, cô nương cũng đã hiểu được rồi, duyên đã hết rồi." từ tầng ý nghĩa thứ hai liền trở về ý nghĩa thứ nhất, trở về nguyên bản. Linh lợi đứng dậy, nói bậy nói bạ, nhưng mà nhìn thấy mặt mũi của ông hiền lành. Nàng ta móc ra một thỏi bạc để lên trên bàn, bạc này coi như là ta mời ông ăn cơm chay. A-di-đà à, Phật, lão tăng tạ ơn cô nương. Linh lợi cười nói, không phải đều gọi là thí chủ hả? Sưng hô mà thôi, thí chủ cũng được, cô nương cũng được, đều là một cách sưng hô, đối với lão tăng mà nói không có gì khác nhau hết đối với cô nương thì khác nhau à? tăng nhân hỏi lại. linh lợi suy nghĩ không có. ma ma đi quyên góp tiền rồi sau khi treo đèn xong nên vội vã đi ra tìm linh lợi. nhìn thấy nàng ta đang nói chuyện với lão tăng nhân liền lôi kéo nàng ta rồi nói không phải là tìm cái này là tìm cái người bên kia kia. linh lợi nhìn về phương hướng mà bà ta đã chỉ, đằng trước mặt của vị tăng nhân giải sâm đó có một đám người vây quanh. nàng ta nói không giải nữa, đi thôi. hai Mama vội vàng đuổi theo, đều cầu cả rồi, tại sao lại không chịu giải? Linh Lợi đi thẳng một đường, lúc nãy vị đại sư đó đã giải thích cho ta rồi. Cầu được quẻ gì vậy, giải thích như thế nào?" Mama hỏi. Linh Lợi dừng bước chân nhìn Mama rồi nói, "Dù Mama, từ sau khi vương phi mang thai, người cảm thấy mình đã thay đổi rồi không?" Mama khẽ giật mình, "Thay đổi hả? Nếu như không phải ngày đêm gặp nhau, cộng thêm vì ta biết được nhất cử nhất động của bà, hoặc là các động tác nhỏ quen thuộc của bà, thật sự cho rằng có người giả mạo thành bà đó, trước đó và dứt khoát hùng hổ tới bao nhiêu, bây giờ ngày nào cũng cứ cứ thần đạo, không phải là lo lắng cái này thì là lo lắng cái kia. Cứ tiếp tục lại nhảy nữa, sau này thay đổi ở trong miệng của bà mà nói chuyện cũng bị bà làm cho thành ông cụ non. Mama kinh ngạc suy nghĩ, Linh lợi cười cười mặc kệ bà ta, một mình đi tới tìm kiếm, rốt cuộc cũng phát hiện có một tờ giấy trắng được vo thành viên nằm trên mặt đất nàng ta nhặt nó lên, mở ra xem, sắc mặt có hơi hoảng sợ, đúng là sáu chữ đó. Cho nên không phải tất cả các con chữ đều giống nhau à. Nàng ta không cam tâm đi vào trong cầu tiếp tục. Nàng ta lấy tờ giấy bên trong que trúc ra, mở nó ra, thấy ở bên trên viết, hồi hương chiêm thử chủ bình an, phúc đức tài nguyên lưỡng tự toàn, bạn lữ định giáo phùng quý khách, lộ đồ canh giác đắc tâm khoan. Dòng chữ này làm nàng ta sợ run lên, ma ma cũng bước tới một tay, giật lấy, để ta đi giải sâm thay cho ngươi. Linh lợi kêu lên một tiếng rồi đuổi theo. Mama đã tách đám người ra đặt tờ giấy lên trước mặt của người được mọi người vây quanh, sư phụ, mong người có thể giải lá sâm này trước. Bà ta lại để một thỏi vàng trên tờ giấy đó. Người giải sâm đó nhìn thấy, sau đó cầm lấy tờ giấy nhìn một chút rồi nói, nàng ta đã cầu qua một lần, lần này đối ứng với lần cầu đầu tiên, là quá trình và kết quả, về đi. Linh lợi đứng ở bên ngoài nhóm người nghe thấy lời nói của người giải xâm, bị chấn động thật mạnh. Hai tờ giấy này đều là do nàng ta đã cầu làm giả cũng không được. Tờ giấy thứ nhất nàng ta không nhìn thấy nhưng mà ý tứ đúng với tình huống của nàng ta. Tờ giấy thứ hai, từ mặt chữ ở bên trên có thể lý giải được ý tứ là dạy nàng ta phải làm như thế nào, cũng thông báo với nàng ta nàng ta làm như thế nào thì sẽ kết quả như thế nào. Nàng ta nghe thấy ma ma hung hăng nói với người giải xâm, kêu người ta nói thêm hai ba câu, nhưng mà người giải sâm đã không nói, ngược lại còn nói chuyện với những người khác. Mama sốt ruột, đã thấy một cái tay bắt lấy cánh tay của bà ta, bà ta kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt cô linh lợi, "Mama, chúng ta về thôi." Trở lại vương phủ, vương phủ rất náo nhiệt, tiếng cười của Thương Mai truyền đến từ trong viện, cuộc sống rất thoải mái. Tinh thần của Mama chấn động, chắc là có khách đến nhà đôi mắt của linh lợi rất tinh tường vừa mới bước vào đại môn của viện tử thì đã nhìn thấy một người đã lâu không gặp không phải là khách đến đâu là tiểu đao trở về ma ma bước nhanh đi vào trong quả nhiên nhìn thấy đao lão đại đứng ở bên cạnh thương mai tiểu tử này đen đi rất nhiều nhưng mà cũng không còn ngây thơ như trước đó đã có mùi vị của nam nhân ma ma linh lợi tỉ tỉ đao lão đại nhìn thấy hai người bọn họ vui vẻ cười một tiếng cái tên tiểu tử này sao lại về rồi linh lợi gõ vào đầu của hắn một cái không phải là bảo ngươi ở lại bắc mạc xử lý chuyện khẩn cấp hả làm rồi là hoàng hậu đã gọi ta trở về đao lão đại cười nói hoàng hậu hả thương mai giật mình hỏi tần châu thật sự gả cho khang bình đế à đúng vậy đó trước khi ta về đây thì bọn họ đã cử hành đại hôn hoàng hậu còn kêu ta trở về thông báo với mọi người nói là hôn sự chuẩn bị vội vàng chưa kịp mời mọi người đến tham gia mong mọi người thứ lỗi Đao lão đại nói. Chương 862, Tần lão thái thái giám. Nụ cười ở trên mặt của Thương Mai đã biến mất, đại hôn của hoàng đế trước sau gì cũng phải chuẩn bị hai tháng, Tần Châu gả vội vàng bao nhiêu cơ chứ? Tiểu Đao, người vào đây với ta. Thương Mai đứng dậy, chuyện của Bắc Mạc cô nhất định phải biết, chuyện này không có đơn giản như vậy. Chỉ là hôn sự của quan gia bình thường chuẩn bị hai tháng cũng không kịp, mặc dù Bắc Mạc không có nhiều lễ nghi giống như Đại Chu, nhưng mà những gì dựa theo nghi thức thì phải được tiến hành, trừ phi là bất đắc dĩ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đao lão đại nhanh chân đi theo thương mai vào trong, linh lợi suy nghĩ một chút cũng đi vào theo. Tiểu đao, tình huống của Bắc mạc, người hiểu được bao nhiêu? Thương mai vừa bước vào cửa liền hỏi. Linh lợi đóng cửa lại ngồi xuống, kêu đao lão đại cũng ngồi xuống. Đao lão đại nói, tình huống ở trong cung ta cũng không biết, chỉ biết là sau khi Tần lão tướng quân hồi quốc đã đến tìm Long lão tướng quân một lần, buổi tối Long lão tướng quân đã tiến cung, nói là nghị thân với Tần lão tướng quân thay hoàng thượng. Thương Mai đánh gãy lời của hắn, "Trước tiên ngươi nói từ đầu đi, tình huống của Lạc Thân Vương ở kinh đô, còn có tình huống của Sở Kính, tình huống của Tần lão Thái thái, ngươi cứ nói hết những gì mà mình biết." Đao lão đại ai một tiếng, lúc bắt đầu đúng là Lạc Thân Vương rất huy phong, gần như là có thể kiểm soát được Sở Kính cùng với Tần lão Thái thái nhưng mà càng về sau quân đội mà lạc thân vương dẫn dắt lại xảy ra nội loạn đánh nhau lạc thân vương cũng bị người ta ám sát bị thương bị thương rất nghiêm trọng nghe nói bây giờ vẫn còn chưa khỏe lại chân đã bị phế bỏ sao lại có thể như vậy người của tần châu vẫn luôn án binh bất động à thương mai hỏi sự hỗn loạn trong quân đội nhất định là có người đó làm phản xúi dục sau đó mới có thể nổi loạn nhưng mà người mà lạc thân vương dẫn dắt đều là binh mã của hắn ta dựa theo lý thuyết thì chắc chắn không dễ dàng hơn nữa không phải còn có thiên cơ tử đó à quân đội tần châu thật sự không ai động được điểm ấy làm cho người ta rất ngạc nhiên bắc mạc kỳ quái liền ngay cả khang bình đế cũng không thể điều binh khiển tướng những người kia chỉ là trơ mắt mà nhìn đều nghe theo mệnh lệnh của tần lão tướng quân thiên cơ tử đâu trước khi nổi loạn thiên cơ tử tiên sinh đã bị lạc thân vương đuổi đi rồi đang làm cái gì vậy hả thương mai khẽ giật mình Đao lão đại giảm thấp âm lượng, nói, nghe nói là thiên cơ tử ức hiếp an nhiên công chúa. ức hiếp hả? Đúng vậy đó, là ức hiếp, chính là cái loại ức hiếp đó đó, công chúa sau khi trở về từ Nam quận không bao lâu thì phát hiện nằm ở trong phòng của thiên cơ tử, không mặc y phục, bị người khác ức hiếp, sau khi an nhiên công chúa tỉnh lại, cả người đều trở nên điên cuồng, nhìn thấy người ta liền kêu gào liền tránh né. Thương mai không ngờ đến bác mạc lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. An Nhiên công chúa là một người cô vô cùng kính trọng, không ngờ đến lại gặp nạn như thế này. Vậy bây giờ An Nhiên công chúa đang ở đâu?" Thương Mai hỏi. "Bây giờ đang ở trong cung, Sở Kính ra lệnh cho Tần lão phu nhân đón người ấy vào cung, vẫn luôn được ngự y chăm sóc, nghe nói là chứng điên cuồng vẫn chưa chữa trị khỏi." Trong lúc đó Khang Bình đế như thế nào? Ngược lại là không nghe thấy chuyện liên quan đến hắn ta mặc dù hắn ta vẫn là hoàng đế nhưng mà nghe Long Lão Tướng Quân nói người đưa ra chủ trương chính cơ bản đều là sở kính. Sở kính đối với Long Lão Tướng Quân như thế nào, lúc nổi loạn Long Lão Tướng Quân không giúp đỡ lạc thân vương à. Lúc vương ra hồi kinh đã dặn dò ta bất cứ người nào đến tìm Long Lão Tướng Quân xuất binh đều kêu ta khống chế lại, lúc ấy Long Lão Tướng Quân không nghe theo lời khuyên, ta không thể làm cái gì khác hơn là phải hạ thuốc để hắn ta ngủ mê man hai ngày. Đao lão đại nói, có chút trột dạ mà nhìn Thương Mai, hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay là không đúng. Thương Mai chán nản nhìn, cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy đao lão đại làm rất đúng, đây chắc chắn là một kế sách, ngay cả Long lão tướng quân cũng đã tính kế rồi, nếu như hắn còn dính vào thì chắc chắn sẽ bị tính kế. Ừm, Thương Mai gật đầu, lúc người trở về, Tần Châu và Khang Bình đế thành thân có đúng không? Đúng vậy, cả thiên hạ đều đang chúc mừng, đao lão đại vui vẻ nói, bởi vì hắn cũng đã được ăn ngon, mặc dù là không bằng cơm nước ở phủ tướng quân nhưng mà so sánh với ngày đó thì vẫn có tranh lệch. Trong đầu của Thương Mai đã cảm thấy có chuyện không thích hợp, là do hôn sự này không thích hợp. Sau đó cô đã hiểu ngay, bởi vì sở kính nắm cục diện trong tay, Khang Bình Đế muốn thay đổi cục diện thì nhất định phải nhận được sự giúp đỡ của Tần Châu. Chỉ là cô không hiểu lúc ấy sở kính cũng đã nắm giữ cục diện rồi, tại sao sở kính lại không giết chết Khang Bình Đế. Dựa vào thủ đoạn của sở kính và tần lão thái thái tàn nhẫn, tại sao lại muốn giữ Khang Bình Đế lại? Chỉ có một khả năng đó chính là Khang Bình Đế giả vờ quy thuận sở kính. Bởi vì đủ loại âm mưu, nếu như không phải Khang Bình Đế ra mặt dày, sẽ không xử lý được thiên cơ tử, không xử lý được lạc thân vương. Lạc thân vương và thiên cơ tử đối với sở kính có mang theo cảnh giác và hận thù, mọi chuyện đều phải chú ý cẩn thận, chỉ có người mà bọn họ vô cùng tin tưởng thì mới có thể hãm hại bọn họ nếu như thực sự là khang bình đế vậy thì tần châu rất nguy hiểm thương mai âm thầm lo lắng ngoài sự lo lắng còn có bất lực cũng có sốt ruột đến phát hỏa đến cùng thì bắc mạc với đại chu là hai quốc gia khác nhau không có khả năng can thiệp vào nội chính của người ta là tần châu để ngươi trở về đây à thương mai hỏi đao lão đại gật gật đầu đúng vậy người ý cho ta trở về đây để bảo vệ cho người còn nói bắc mạc đều nằm trong lòng bàn tay của người ấy đừng tin vào bất cứ lời đồn đại gì từ đầu đến cuối tình huống của Bắc Mạc đều được truyền vào trong tai của Thương Mai, Tần Châu đây là cố ý để đao lão đại trở về cho cô một viên thuốc an thần. Trong lòng của Thương Mai lại càng bất an dữ dội, Tần Châu để đao lão đại trở về đây, thế chắc chắn có một trận phong ba, trận phong ba này sẽ cuốn đến phủ long đại tướng quân, không chỉ có long lão tướng quân bị liên lụy, có lẽ có rất nhiều người cũng sẽ bị dính dáng vào. Đây là một cuộc thanh tẩy lớn của Tần Châu, hơn nữa là tìm đường sống trong chờ chết. Vương Phi, người không cần phải lo lắng đâu, ta thấy là tần lão tướng quân rất có lòng tin. Đao lão đại nhìn thấy thương mai mặt ủ mày trao, liền an ủi. Cái tên tiểu tử này còn biết an ủi người khác, linh lợi nhìn hắn ta một cái, quả nhiên là được huấn luyện ở Bắc Mạc mấy tháng, đã hiểu chuyện hơn rồi. Đao lão đại tự cho là mình siêu phàm, đắc ý nói, đó là đương nhiên, trưởng thành rồi. Nghe nói là ngươi và Long Châu Châu có chuyện gì đó, linh lợi cười cười nhìn hắn ta rồi nói khuôn mặt của đao lão đại lập tức đen kịt đừng có nói cái tiểu ma đầu nữa đó nói tới là tức giận hà lúc đầu đã muốn trở về cùng với ta ta cũng đã giả vờ đồng ý sau đó thừa dịp buổi tối chạy đi nếu như bị nàng ta đuổi kịp thì đi đến đâu được chứ không có thời gian sống yên ổn linh lợi nhìn thấy thương mai yêu phiền liền đuổi hắn đi ra ngoài lúc ngươi về đây vẫn còn chưa ăn cơm chứ gì nhanh đi ăn một bữa ngon đi được rồi vương phi vậy ta đi đây. Đao lão đại vui mừng ra mặt. Đi đi, thương mai mỉm cười nhìn hắn. Đao lão đại nhảy nhót vui vẻ, tâm trạng thật sự tốt vô cùng, có thể nhìn thấy được vương phi, có thể nhìn thấy được tiểu khuyên, cùng với linh lợi tỷ, sau đó còn có thể đi tìm quế viên chơi, quan trọng nhất đó chính là không cần phải đối diện với nữ ma đầu đó. Linh lợi, thương mai thấy đao lão đại đã đi ra ngoài, lập tức nói với linh lợi, ta biết là tố nguyệt lâu của các ngươi chuyên gia thu thập tin tức, ở bắc mạc có người của tố nguyệt lâu các ngươi không vậy linh lợi nói ở bắc mạc có người của tố nguyệt lâu mình đã muốn nghe ngóng chuyện hoàng thất của bắc mạc sợ là không dễ dàng đâu có điều là chúng ta có thể tìm cao phụng thiên đúng vậy cao phụng thiên thương mai trầm ngâm một chút chờ sau khi lão thất trở về đây hai người chúng ta thương lượng một chút được rồi đừng lo lắng quá tốt xấu gì tần lão tướng quân cũng có quân đội bảo vệ sở kính không dám làm gì nàng ta đầu sở kính không dám, nhưng mà tần lão thái thái dám, thương mai nghĩ thầm. chương 863, đêm giao thừa. Hơi chế một chút, mộ dung khanh trở về. Nhìn thấy đao lão đại, cũng biết bác mạc xảy ra chuyện. Hắn cũng đồng ý với ý kiến của thương mai, trước hết cứ để cho Cao Phụng Thiên hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Nếu như tình huống không tốt thì trước tiên phái người đến chấn nhỏ ở biên giới Đại Chu và Bắc Mạc chờ đợi, có gì xảy ra thay đổi gì đó có thể lập tức nghĩ cách để cứu viện cho Tần Châu. Mộ Dung Khanh đề nghị việc này cần phải có giả dạ vương hỗ trợ, nguy cơ ở bên phía tà Hàn Lâu vừa vẫn có thể được giải quyết, cho người của tà Hàn Lâu trước tiên rút lui khỏi chấn nhỏ. Thương Mai vui vẻ nói, đề nghị này quá tốt rồi. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tần Châu là nam tử, vậy không chừng ta sẽ ghen chết. Mặt mày của Thương Mai cong cong, đồ mốc này, ta với Tần Châu là tri kỷ, đã trải qua chuyện sống chết nếu như ta xảy ra chuyện thì nàng ấy cũng sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để cứu ta lúc bọn ta ở thanh châu toàn bộ đều là do nàng ấy giúp đỡ mộ dung khanh ôm cô vào lòng đúng là tần châu luôn che chở cho nàng ta cũng rất yên tâm giữa hàng lông mày của hắn có nét nhăn nhẹ bây giờ hắn quyết đoán làm nhiều chuyện như thế một khi hoàng thượng lên cầm quyền chắc chắn sẽ phản công nếu như hắn không né tránh kịp thì có rất nhiều khả năng sẽ mệnh tang kinh thành cho nên hắn là đang giúp tần châu cũng là đang giúp chính mình, hy vọng là sau này Tần Châu có năng lực để tương trợ cho Thương Mai. Bây giờ hắn đã quen thuộc không thông báo chính sự cho Thương Mai biết, miễn cho cô phải lo lắng. Sắp đến nghỉ Tết Nguyên đán, mộ dung khanh càng bận rộn hơn, có đôi khi buổi sáng ra ngoài dạng sáng mới trở về. Kể từ lúc Thái Hoàng Thái Hậu trở về chỉnh đốn quân doanh, có rất nhiều chính sách tích cực được chứng thực, bây giờ mộ dung khanh đang nắm quyền lớn ở trong tay, đương nhiên trước tiên phải chỉnh đốn quân vụ cho thật tốt nhưng mà cho dù có chế đến đâu thì hắn cũng sẽ trở về gặp thương mai, cho dù chỉ nhìn một chút hôn một chút, vậy mà chỉ là nhìn một chút hôn một chút mà cũng phải chạy muốn gãy đùi ngựa, hắn cũng phải trở về. Ngày 29 tháng chạp, qua một ngày nữa là đã đến giao thừa, mộ dung khanh vẫn còn chưa hoàn thành xong, nhưng mà đảm bảo với thương mai sẽ trở về cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Trước kia bữa tiệc tất nhiên của mộ dung ra đều vào cung dùng, nhưng mà năm nay không vào cung, những thân vương khác đều có sắp xếp, lễ thân vương ra vẫn nói muốn vào cung dùng cơm tất niên như lúc trước ý tứ của lễ thân vương chính là cơm tất niên nhất định phải ăn cùng với người nhà nhưng mà trong cung còn có ai chủ sự nữa thế là a à mà nói hết lời mới có thể kéo ông ta đến phủ nhiếp chính vương nói là mộ dung khanh cũng là người nhà của hắn ta nếu như hắn ta muốn dùng cơm với người nhà vậy thì dùng với mộ dung khanh là được rồi lúc này lễ thân vương lại nói tới cấp bậc lễ nghĩa nói là hắn ta lớn hơn mộ dung khanh nếu như muốn ăn cơm tất niên cùng với nhau vậy thì phải đi đến Lễ Thân Vương phủ ăn mới được. Ta Man nói chuyện Thương Mai đang mang thai, nói là không thể để một nữ tử mang cái bụng lớn chạy đến chạy lui, lúc này mới thuyết phục được hắn ta đến đây. Đến đêm giao thừa quả nhiên Mộ Dung Khanh trở về rất sớm, ngồi nói chuyện với Thương Mai cùng với hai vợ chồng Lễ Thân Vương. Bụng của Thương Mai vừa vặn đến 5 tháng, Mộ Dung Khanh vẫn luôn chờ đợi thai động, nhưng mà vẫn không đợi được người nói với Thương Mai, đứa nhỏ này của ta chắc có lẽ là tương đối ngốc đây. Thương Mai sáng giọng, làm gì có ai nói con cái của mình như vậy chứ, cho dù con ngốc đi nữa cũng không phải là do ta sinh ra hả? Ngốc một chút cũng tốt, thông minh không làm người ta thích. Mộ Dung Khanh cười nói, hai tử của chúng ta cho dù là một con lợn thì chàng cũng phải thích. Giả dạ Vương bước vào từ bên ngoài biệt viện, một thân áo xanh phong trần mệt mỏi, tóc tai lộn xộn, gương mặt tuấn tú cũng tràn đầy bụi đất. Thương Mai vội vàng đứng dậy, người trở lại rồi. Dạ vương đặt mông ngồi xuống, tiểu khuyên vội vàng dâng trà lên, hắn cầm lấy trà rồi liền uống một gốc lớn, lúc nhìn thấy lễ thân vương đang nhìn mình liền thu liếm sắc mặt ngồi ngay thẳng lại, tam ca, đệ phải gấp rút trở về để ăn cơm tất niên với mọi người, huynh đừng có bắt bẻ mà. Ai bắt bẻ đệ đâu, biết đệ vất vả mà, lễ thân vương nói. Mặc dù là lễ thân vương có thể để nhận ra rất nhiều chuyện nhưng mà lại vô cùng cố chấp quật cường, nhưng mà chuyện gì xảy ra ngay mắt thì hắn ta vẫn có thể nhìn thấy được như thế nào rồi mộ dung khanh hỏi dạ vương nói tất cả đều đã được sắp xếp xong xuôi cũng đã bàn giao cho cao phụng thiên hơn nữa cũng đã kêu lão vương ra đi chữa bệnh cho an công chúa và lạc thân vương rồi người kêu an nhiên lão vương ra đi à a à man nhíu mày nhưng mà không phải ông ta phải xem thai cho thương mai cùng với bên phía hàn sơn hà a man ngẩng đầu lên nhìn nhìn ở bên phía Hàn Sơn cổ độc trong người Tôn Phương Nhi vẫn còn chưa được giải chuyện này độc xử lý tốt thì trong lòng vẫn luôn không chắc chắn được. Thương Mai nói, không có gì đáng ngại đâu, bây giờ tình huống của muội đã ổn định rồi, với lại mưa cũng là đại phu, điều trị sức khỏe mà thôi, giết gà sao có thể dùng dao mổ trâu được. A Man bật cười một tiếng, sao có ai nói giống như muội vậy chứ? A Man nhìn bụng của cô, đột nhiên lại khẽ thở dài một hơi, đời ta sợ nhất chính là không có duyên làm mẫu thân. Lễ thân vương nghe nói như vậy liền cầm lấy tay của Aman, cũng không nói lời nào. Cái khúc gỗ này không hiểu phong tình, nhưng mà lại rất thương yêu vợ, không nỡ để cho Aman phải chịu ấm ức nửa điểm. Thương Mai hỏi, hai người chưa từng tìm ngự y khám qua hả? Aman nói, đã khám rồi, là vấn đề của ta, vẫn luôn đang điều dưỡng đây này. Thương Mai biết nguyên nhân không mang thai có rất nhiều, chữa trị đơn thuần chưa hẳn có tác dụng nhưng mà bây giờ cũng không có dụng cụ khoa học để có thể kiểm tra nguyên nhân không thể sinh sản của Aman. Aman nhìn lễ thân vương, nhỏ giọng nói, thật ra thì lúc trước tập Thái Phi có nói không có con thì lập chắc Phi, trong lòng của ta ban đầu cũng đã nghĩ tới, nếu không thì tìm một người cho hắn đi, tốt xấu gì cũng sinh ra một đứa, nếu như cứ để hắn cô độc cả một đời với ta, ta cũng không đành lòng. Lễ thân vương hừ một tiếng rồi nói cái rắm, bây giờ cảm thấy cô độc, có hài tử là không cô độc nữa hả? cô độc hay không cô độc không có liên quan gì với hài tử hết nàng thấy có bao nhiêu hài nhi ở bên phụ mẫu cả đời đâu a man nói tại sao lại không có người ta đều có nhi tử sống chung về già chàng già rồi trông cậy vào ai đây có bạc có tước vị nàng còn lo lắng không có ai chăm sóc xếp hàng có thể xếp tới cửa cung nữa kia lễ thân vương nói chàng có tước vị người ta không có tước vị hả những người ở bên ngoài đang dò ngó tước vị của chàng có gì có tác dụng đâu chứ Huyết thống mờ nhạt. Dạ Vương lạnh lùng nói, thấy thất tẩu cũng có thể sinh con, nếu không thì sinh thêm mấy cái nhận làm con thừa tự cho Tam ca cũng được. Mộ Dung Khanh lập tức nói, không được, Thương Mai chỉ có thể sinh một đứa thôi, sinh nữa bản vương không vui đâu. Sao vậy? A Man nghi hoặc nhìn hắn, không phải nói có nhiều con thì sẽ hạnh phúc hả? Có nhiều con hạnh phúc, nhiều con mới có hỏa, Mộ Dung Khanh thản nhiên nói. A Man nghe một hồi, trên mặt lập tức hiện vẻ yêu sầu, nếu như ta có thể mang thai, ta cũng không ngóng trông gì nhiều, có một đứa là tốt rồi, cũng không quan tâm là nhi tử hay là nữ nhi, có là đã vui rồi. Dạ vương nghe thấy chủ đề bỗng nhiên trở nên thương cảm, thuận miệng nói tỷ đã nhờ thất tẩu xem mạch chưa. Trước đó đều là do an nhiên lão vương ra bắt mạch, ông ta luôn nói không có duyên phận, đại phu ở đây nào có nói duyên phận gì đâu chứ. Đại khái là không muốn nói thật, sợ ta thương tâm khổ sở, a man nói dù sao thì bây giờ vẫn còn chưa mở thiện cứ nhờ thất tẩu xem thử đi dạ vương nói a man nhìn thương mai nếu không thì muội xem giúp ta đi thương mai nói được rồi nhưng mà chúng ta phải đi vào trong rồi nói chuyện a man hỏi bắt mạch còn phải đi vào trong nữa hả cũng không phải là chuyện gì không để cho người khác nhìn thấy thương mai cười nói ngoại trừ bắt mạch còn có chút vấn đề muốn hỏi Thì chương 864, thai động. Lễ thân vương nói, cũng không cần đâu, bản vương đều đã nói có hay không cũng không gấp, hai chúng ta sống rất tốt. A man biết hắn ta sợ mình thất vọng, lại nói, dù sao thì cũng đã đến đây rồi, có xem cũng không lỗ. A man đứng dậy đi theo thương mai bước vào trong phòng. Đóng cửa lại, đầu tiên là thương mai bắt mạch, thật ra thì mạch tưởng cũng không có vấn đề gì, lại không bị hư khí, thậm chí có khả năng bởi vì do uống thuốc bổ trong một thời gian dài nên thể chất khô nóng thiên dương dẫn đến dương hỏa lên cao như thế nào a man hỏi thương mai nói người đừng khẩn trương trước tiên nằm xuống đây nằm xuống hả đúng nằm xuống để muội kiểm tra bụng của tỷ hả a man chưa từng nhìn thấy kiểm tra như thế này là do bụng của ta có vấn đề hả kiểm tra một chút thôi a man lo sợ bất an nằm xuống Thương Mai kéo y phục lên, trực tiếp nhấn ép vào các nơi trên phần bụng của Aman, không biết là nhấn bao lâu, Aman cũng nói không đau. Nguyệt sự có bình thường không? Lượng ra như thế nào? Thương Mai hỏi. Bình thường, 15 hàng tháng, cũng không coi là nhiều, nhưng mà cũng không ít. Thương Mai lại cẩn thận hỏi tần suất phòng the của bà ta và lễ thân vương, mấy cái vấn đề xấu hổ như là chất lượng gì đó Aman cũng không xấu hổ, đều trả lời rất kỹ càng sau đó A-man lo lắng sốt ruột hỏi Thương Mai, rốt cuộc là ta có vấn đề gì vậy? Thương Mai chỉnh sửa lại y phục cho bà ta thật tốt, nói thể chất của tỷ chỉ nhìn từ bề ngò ai không có bất cứ vấn đề gì, nhưng mà không sinh sản có đôi khi cũng không thể kiểm tra được từ mạch tượng, bởi vì nguyên nhân không thể mang thai có rất nhiều, nếu như tỷ không có vấn đề gì hết, vậy có lẽ là vấn đề xuất phát từ tam ca, cũng có thể giống như câu mà an nhiên lão vương gia đã nói, là duyên phận. Hai, Aman nhìn cô, nặng nề thở dài một hơi, người cũng đã nói với ta là duyên phận, vậy thì không thể nói một câu thật lòng được hả? Về phần hắn là không có vấn đề gì, an nhiên lão vương gia đã kiểm tra cho ông ấy, nói là ông ấy rất khỏe mạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho nữ nhân mang thai, chỉ cần nữ nhân đó không phải là ta. Những gì muội nói đều là thật, thương mai vịn bờ vai của Aman, nhẹ giọng an ủi, thật ra thì chuyện này cũng phải nói đến duyên phận, trước đó người đã nói thể chất hư nhược nhưng mà thật ra biết tỷ không có vấn đề gì, cho nên kê vài phương thuốc. Có phải là tỷ cũng tự mình cho người kê đơn thuốc bổ có đúng không? Bây giờ tỷ không nên bồi bổ quá nhiều, phải ăn nhiều chất thanh đạc, sau đó tăng cường vận động, sáng sớm thức dậy vào giờ thì chạy bộ một vòng trong sân, buổi tối nghỉ ngơi sớm, đừng thức đêm, chế độ ăn uống cũng phải bình thường. Không thức đêm là không được, mỗi ngày tam ca của muội cứ đọc sách đến gần giờ tí mới trở về, nếu như ta không chờ thì ta không ngủ được tỷ thường xuyên thức đêm lắm à mà cái này cũng không tốt lắm đâu nếu như muốn mang thai thì sau này phải từ bỏ thói quen xấu này mới được a à, man chừng to mắt nguyên nhân mà ta không mang thai là có liên quan đến việc thức đêm hả thương mai nói liên quan nhiều lắm thì cũng không phải nhưng mà cũng có chút quan hệ nhất định đó tóm lại là phải chú ý nghỉ ngơi mới được vậy thì sau này buổi tối cũng không để ông ấy đi đọc sách nữa sinh con cho hoàng đế là chuyện lớn, nếu như có một tia hy vọng thì bà ta không thể bỏ qua. Thương Mai suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, để muội kê một phương thuốc cho tỷ điều trị một chút, tỷ cứ dựa theo đơn thuốc của muội mà uống, mỗi ngày uống thuốc, uống một tháng xem xem như thế nào. A Man hỏi, không phải là lúc nãy muội vừa mới nói tỷ không nên bồi bổ hả? Đơn thuốc của muội không phải là thuốc bổ, là thuốc để điều trị, điều trị không nhất định chính là thuốc bổ. Tỷ đó, không được thuốc bổ gì cũng ăn vào. Thương Mai liếc nhìn A-man một cái. A-man le lưỡi, cũng không phải là vậy, những năm gần đây có thể ăn được không ít đồ tốt, có đôi khi ăn vào còn chảy máu mũi, nhưng mà cũng không dám không ăn, luôn nói thể chất của ta không tốt. Nói thể chất của tỷ không tốt là bởi vì không nhìn ra được bệnh tình gì trong mạch tượng của tỷ, chỉ là tỷ không mang thai, dù sao cũng không có cách nào nói được không đúng ư. Ngự y tùy tiện cho toa thuốc, chính tỷ là tự ra ngoài tìm thuốc uống, làm gì có người bệnh nào giống như tỷ chứ? A Man cười nói, được rồi, muội nói ta không sao thì ta tin tưởng là mình không có việc gì, sau này cũng không uống nữa. Ăn đồ ăn thanh đạm một chút, thương mai dặn dò. Biết rồi, muội là đại phu, nghe lời của muội. Hai người cười nói đi ra bên ngoài, Lễ Thân Vương nhìn thấy như vậy không khỏi nhíu mày, đã xem hết đại phu mà A Man đều tương đối u sầu, đây chính là lần đầu tiên mà A Man vui vẻ như vậy chắc chắn là thương mai đã nói kiểu như là A-man có thể sinh con, cho A-man chút hy vọng. Như thế nào, lễ thân vương hỏi trợn mắt nhìn thương mai một chút. A-man ngồi xuống, lườm hắn ta một cái, nhìn thương mai nhà người ta làm cái gì hả, là do ban đêm chàng cứ đọc sách để cho ta nghỉ ngơi không tốt, sau này không cho phép đêm khuya còn đọc sách, muốn xem thì cứ xem ban ngày đi. Ban ngày chàng rảnh rỗi như chó vậy đó. Buổi tối bản vương đọc sách cho nên làm cho nàng không sinh hai tử được à. Lễ thân vương liếc mắt nhìn thương mai, ánh mắt kia dường như là đang nói chưa từng nhìn thấy đại phu mặt dày vô sỉ như vậy, mấy lời nói qua loa như thế này mà cũng nói được. Thương mai bật cười, đúng là tỷ ấy đã nghỉ ngơi không tốt, sinh con là ưu tiên thứ hai, để thân thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng nhất. Giống như Tam Ca đã nói, là người bầu bạn với mình quãng đời còn lại, là một nửa kia của mình, cho nên hoành tẩu nhất định phải bồi dưỡng thân thể cho tốt. Lời nói này còn nghe dễ chịu hơn một chút lễ thân vương nói đúng lúc ma ma đi vào vương gia vương phi có thể truyền lệnh chưa ạ truyền đi đói bụng rồi gần đây lượng cơm ăn tăng hơn rất nhiều bữa cơm tất niên ăn rất nhẹ nhóm vui chơi giải trí ăn uống linh đình sau khi qua năm liền đến năm tuất tất cả mọi người đều đoán thương mai sẽ sinh ra một con chó con lễ thân vương thật sự rất vui bởi vì hắn ta thích nhất là chó dùng một ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích nhìn mộ dung khanh Đệ thật là sướng, sang năm đã có thể làm phụ thân của chó con rồi. Huynh mới tốt hơn, bây giờ Huynh chính là cha của mấy con chó con. Mộ dung khanh trêu chọc lại. Lễ thân vương cũng không tức giận, thậm chí còn vui vẻ, đúng vậy đó. Bây giờ nàng dâu của vượng tài đang mang thai, năm sau có thể sinh rồi. Không sinh ra hài tử, sinh ra chó con làm được cái gì đâu chứ. Trong hậu viện đã có hơn trăm con chó rồi. A-man nói, thương mai ăn quá no không giữ thể diện ngồi phịch ở trên ghế, cười nói, đây chính là chuyện tốt mà, sang năm vượng tài sinh bé con, có lẽ là hoàng tẩu cũng có thể sinh đó. Mộ Dung Khanh nhìn thấy cô có hơi khó chịu, thuận miệng nói, nếu không thì để ta ra ngoài đi dạo tiêu thực với nàng. Thương Mai lắc đầu, đi không nổi đâu, bụng no rất khó chịu. Ma Ma ở một bên nói, đi nấu nước ô mai một lát uống. Được, Thương Mai nuốt nước bọt một cái, vô cùng muốn ăn chua. Mộ Dung Khanh đưa tay ra vuốt ve bụng của cô, không quan tâm đến ngươi là tiểu tử hay là khuê nữ, dám hành hạ mẫu thân của ngươi, cẩn thận phụ thân đánh ngươi đó. Mặt của hắn bỗng nhiên trở nên rất kỳ quái, cả người đều dừng lại, một cử động nhỏ cũng không dám, sau đó chỉ nhìn thấy ánh mắt của hắn chậm rãi trợn to lên, trong đôi mắt có ánh sáng kích động mà kỳ lạ. Sao vậy? Lễ thân vương thấy thế thì hỏi. Thương Mai biết có chuyện gì đã xảy ra, trong lòng rất vui vẻ đây là lần đầu tiên cử động cái đứa bé lười biếng này năm tháng hơn vài ngày rồi mới có cử động một chút động rồi âm thanh của mộ dung khanh có hơi phát run thật là thần kỳ con chó nhỏ này thật sự động rồi lễ thân vương cũng đặc biệt hiếu kỳ nhưng mà thấy a man nhìn qua liền ho khan một tiếng động thì động có cái gì kỳ quá đâu huynh vẫn còn chưa được sờ lễ thân vương không phục nói sao lại còn chưa sờ qua chứ ta đã đỡ đẻ cho nàng dâu của vượng tài nhiều lần lắm rồi. Thiếu chút nữa là giả vương đã phun trà, mở to mắt nhìn hắn ta, tam ca, sở thích này của huynh thật sự. Làm cho người ta phải chấn kinh đó. chương 865, đi xem tôn phương nhi. Tết nguyên đán trôi qua rất nhanh, mặc dù mùng 8 mới khai chiều, nhưng mà mấy ngày nay đảo mắt trôi qua cực kỳ nhanh. Mộ dung khanh ở bên cạnh thương mai một tấc cũng không rời, ngoại trừ đi chúc Tết hoặc là đi tiếp đãi những bằng hữu chúc Tết, hai người cùng nhau đi đến chùa Phúc An một chuyến, hai phu thê bọn họ đến chùa Phúc An được mọi người nhận ra, đồng loạt tiến lên bái kiến, thanh danh của hai người đã đạt đến một mức độ rất cao, mọi người đều không đến bái Bồ Tát mà lại đến bái hai phu thê bọn họ. Có thể nhìn thấy được đã triển khai bảo hiểm y tế thật sự mang lại lợi ích cho người dân rất nhiều. Từ lúc sau khi thương mai có hiện tượng thai động, mộ dung khanh thừa dịp lúc không có người nào thì đặt tay ở trên bụng của cô, nhưng mà lúc nãy thai nhi vừa mới động bây giờ lại gần như không làm gì hết có đôi khi thương mai cảm thấy nó đang động đậy nhanh chóng gọi hắn đến đưa tay qua hắn vừa sờ lên thì không có động tĩnh nữa hắn thật là thất vọng tại sao lúc ta đến thì không có động tĩnh nữa có phải là ghét bỏ ta rồi không thương mai cười muốn ngã nghiêng có lẽ là chàng hung dữ quá cho nên sợ chàng đó hung dữ chỗ nào chứ mộ dung khanh không phục chưa từng thấy qua phụ thân nào ôn nhu như vậy không quan tâm tiểu tử hay là khuê nữ, trước tiên cứ ra đánh vào một cái. Thương Mai mở to mắt lôi kéo tay của hắn đặt xuống dưới, cười nói, xem ra là một đứa nhỏ rượu mời không uống uống rượu phạt đây này. Cái này khẽ động liền động một hồi lâu, nhưng mà động vô cùng chậm chạp và miễn cưỡng, dường như là đang say giấc lại bị người ta quấy dày. Mộ Dung Khanh hài lòng nói, lúc này mới ra dáng đó. Phu thê bọn họ ôm nhau ngủ trưa, sau đó đi ra ngoài viện tử đi bộ một lúc, ánh nắng rất tốt, ánh nắng vào đông đặc biệt ấm áp làm cho người ta rất thoải mái. Làn gió nhẹ nhẹ, nhánh cây trơ trọi bởi vì mùa xuân đến mà đang chuẩn bị đâm chồi, làn gió nhẹ nhàng mang theo nhiệt độ mùa xuân. Linh lợi đến đây xin nghỉ, nói là muốn đến Thứ Châu một chuyến. Thương Mai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nha đầu này cũng đã nguyện ý trở về đối mặt với chuyện trước kia rồi. Có muốn cho người đi cùng ngươi không? Thương Mai hỏi. Không cần đâu, tự ta đi là được rồi. Linh lợi nói, gọi tiểu đao đi cùng với người đi, người đi một mình ta không yên tâm đâu. Linh lợi lắc đầu cười nói, người cho rằng ta trở về để trả thù hả, không đâu, ta chỉ trở về để chạy một vòng mà thôi. Cho dù có trả thù thì những người kia cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Mộ Dung Khanh nói, nàng ta là người của Tố Nguyệt Lâu, lần này trở về chắc chắn có người của Tố Nguyệt Lâu đi theo, không cần phải lo lắng đâu. Thương Mai chỉ đành nói, vậy được rồi, người đi cẩn thận. Cô cũng không phải là lo lắng vấn đề chém chém giết giết, võ công của Linh Lợi mặc dù không tính là đứng hàng đầu, nhưng mà khinh công thì là bật nhất, đánh không lại thì có thể trốn. Cô chỉ đang lo lắng về mặt tình cảm, nàng ta không có cách nào đối mặt với những chuyện xưa cũ, người xưa cũ. Nhưng mà có người của Tố Nguyệt lâu đi theo, tốt xấu gì cũng sẽ không gây ra chuyện làm tổn thương nàng ta, vậy thì cũng yên lòng sao bỗng nhiên lại muốn trở về vậy thương mai hỏi linh lợi cười cười thiên cơ bất khả lộ thần bí như vậy luôn hả trong lòng của thương mai sinh ra tò mò ai sẽ nghĩ đến nàng ta đúng là bởi vì lời nói của tăng nhân tóc trắng cho nên mới trở về ngay cả nàng ta cũng giống như ma ma đã biến thành một người mê đạo được rồi ta không hỏi nữa khi nào thì ngươi trở về thương mai hỏi chờ hai ngày nữa làm xong ra mặt thì mới về Linh lợi lúc nghĩ qua chỉ là không biết một người đã chết bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, có khi nào bọn họ sẽ rất bất ngờ không đây? Thương Mai hiểu, ừ, được rồi. Ta đã sắp xếp ám vệ xong rồi, Hạ Vân Địch Thủy vẫn nên đi ra ngoài cùng với người, còn có tiểu đao, có bốn người ngày đêm trực tiếp luân phiên, còn sắp xếp thêm mấy người tố nguyệt lâu ở bên cạnh người. Thương Mai nói, được rồi tạ ơn. Mộ Dung Khanh nói, lão cửu đưa linh lợi đến đây đúng là hào phóng, Năng lực làm việc thật là mạnh. Linh Lợi buồn bực nói, chủ tử nói đưa ta đến đây là bởi vì ta không có tiền đồ nhất trong Tố Nguyệt lâu, những người tài giỏi ở bên cạnh chủ tử không nỡ đưa đi. Thương Mai cười, nói như vậy, Tố Nguyệt lâu thật sự là ngọa hổ tàng long. Không so sánh được với Tà Hàn lâu, người của Tà Hàn lâu mới thật sự là cao thủ. Thương Mai cảm thấy Dạ Vương mới là người hiểu chuyện, không dựa vào ai mà có thể sáng lập ra hai môn phái, Tố Nguyệt lâu kiếm được rất nhiều tiền. Tà Hàn Lâu chịu trách nhiệm hộ tống cho những người nghe ngóng tin tức của Tố Nguyệt Lâu, còn có thể ngẫu nhiên làm sát thủ, làm vệ sĩ. Nghe nói là giả dạ vương còn đầu tư rất nhiều thổ địa, cũng có hợp tác với Hồ Hạnh Nhi, ở Bắc Mạc cũng có kinh doanh của mình. Hồ Hạnh Nhi là phú giáp đại chu, còn giả dạ vương có lẽ là phú giáp thiên hạ. Đúng là một tổng giám đốc bá đạo gặp gỡ một tổng giám đốc hoàng thất còn bá đạo hơn nữa. Hai người này đều có thể còn tốt hơn là bất cứ cuốn tiểu thuyết Mary Sue nào trước khi linh lợi đi cùng với thương mai đến chỗ của hàn sơn lúc hạ lâm nhìn thấy là thương mai thì vô cùng vui vẻ lôi kéo tay của cô liền đi vào trong nhà gỗ lúc thương mai nhìn thấy tôn phương nhi gần như không thể tin tưởng đây chính là nữ tử xinh đẹp nhất của triều đại chu ngày xưa dùng từ xấu xí để hình dung nàng ta coi như là đã nể tình lắm rồi nếu như muốn có hình tượng một chút quả thật chính là yêu quái làm người ta buồn nôn trên mặt xuất hiện đầy những vết bầm đen đỏ giống như là con run đất, toàn bộ khuôn mặt đều bị bao phủ, hai mắt lồi ra, màu vàng, lòng trắng của mắt gần như chuyển sang màu đỏ, miệng trở nên rất to, trên thực tế cũng không quá lớn, chỉ bị sưng lên thôi, tạo cảm giác miệng vô cùng to. Tóc bị rụng hết, một cọng tóc cũng không có, cả người che phủ bởi một màu đen âm u, còn chưa đi đến gần thì đã có thể nghe thấy được mùi hôi thối phát ra từ trên người của nàng ta. Thương Mai giật nảy cả mình, sao lại nghiêm trọng như vậy, lúc trước đến đây vẫn còn rất tốt mà. Tôn Phương Nhi cũng không trốn tránh, ánh mắt cũng thản nhiên, dường như là đối với việc mình biến thành bộ dạng như thế này chả thèm để ý là bao. "Sư huynh của ta đến đây, huynh ấy điều chế thuốc cho ta, đây là phản ứng sau khi dùng thuốc, bài xuất hết độc là được rồi." Tôn Phương Nhi nói. "Sư huynh của ngươi?" Thương Mai nhớ chỉ là nàng ta từng nói đến vị sư huynh của nàng ta, tên là Lương Hán Văn là nhân sĩ Cát Châu, nhưng mà nàng ta nói vị sư huynh này tìm nàng ta để báo thủ mối thủ giết sư, sao lại giúp nàng ta chữa bệnh vậy chứ? Đúng vậy, Tôn Phương Nhi nhỏ giọng nói, sư huynh đã nói là ôn yến đại phu kêu huynh ấy đến đây. Lúc nói chuyện lại nhìn thấy có một nam tử thấp thấp lùn lùn đi vào từ bên ngoài, dáng người mập, khoảng chừng 3-40 tuổi, mặc vừa tròn lại dẹp, mắt nhỏ mũi to, mặc một chiếc áo bông vải thô màu xanh, trên đầu mang theo một cái mũ màu xanh bước đi cũng tương đối kỳ quái chân trái méo mó ngoặt ra bên ngoài giống như là chân đã bị thương thương mai nhìn hắn đi đường trong đầu liền nhịn không được mà mặc niệm tay trái sáu tay phải bảy chân trái khoanh tròn chân phải đá hơn nữa đội cái nón màu xanh thương mai nhìn thấy liền suy nghĩ sâu xa sai lầm sai lầm thương mai vội vàng tập trung suy nghĩ nhìn sư huynh của tôn phương nhi sư huynh vương phi đến tôn phương nhi vội vàng nói Lương Hán Văn đi đến trước mặt của Thương Mai, chắp tay nói tiểu khả sao tham chiến Vương Phi. Tiểu khả trong tiếng Hán cổ đại, ý chỉ người xuất thân gia đình thấp hèn, hoặc dùng chỉ chàng trai tư xưng với ý khiêm tốn, ý như tiểu sinh. Thương Mai cao mày, tiểu khả. Một nam nhân khoảng chừng 20 tuổi xưng hô là tiểu khả, Thương Mai có thể chấp nhận được, nhưng mà một người lớn khoảng chừng 40 tuổi. Thật ra thì không có ai tự xưng là tiểu khả, Thương Mai có luôn cảm thấy trong lòng kỳ lạ. Lương tiên sinh miễn lễ, thương mai vội vàng nói. chương 866, sư huynh của Tôn Phương Nhi. Sau khi ngồi vào chỗ, thương mai hỏi Lương Hán Văn, Tôn Cô Nương nói người mời được ôn yến đại phu đến, đúng không? Đúng vậy, lúc Lương Hán Văn nói ra hai chữ này, vẻ mặt có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không lộ ra vẻ quá lỗ mãng ẩn chứa dưới sự kiêu ngạo ấy, dường như có thể làm việc cho ôn yến đại phu là một chuyện rất vinh quang. Thương Mai không hỏi quá nhiều về ôn yến đại phu, mà chỉ hỏi về tình hình của Tôn Phương Nhi, vậy Tôn cô nương bây giờ thế nào? Lương Hán Văn nhìn khuôn mặt của Tôn Phương Nhi, hơi kinh tởm. Chấm chấm, cái này, Thương Mai khẽ nói, xem ra thật sự hơi kinh tởm, nhưng mà ta đang hỏi về việc loại bỏ cổ độc của nàng ta. Lương Hán Văn lúng túng nói, chuyện này thì tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất cổ độc đang từ từ bài tiết qua ra, Ôn Yến Đại Phu nói rằng cổ độc này không thể tống ra chỗ khác mà chỉ có thể tống ra qua tuyến mồ hôi trên da. Cho nên, bây giờ ta sẽ cho nàng ta uống thuốc để kích thích sự phát triển cổ độc trong cơ thể và giết nó bằng thuốc, sau đó ngâm mình trong nước thuốc 2 tháng thì có thể tống hết các chất độc còn lại trong cơ thể ra ngoài. Thương Mai cảm thấy rất có lý, vì vậy hỏi, vậy thì phương pháp diệt cổ độc này có thể áp dụng cho bất kỳ người bệnh nào bị trúng cổ độc không? Lương Hán Văn lắc đầu, cái này thì không thể, vì loại thuốc giết cổ trùng này rất nguy hiểm, người thường không thể chịu đựng được. Sở dĩ Phương Nhi có thể chịu được là vì nàng ta đã nuôi cổ trùng trong máu nên có khả năng chịu đựng cao hơn nhiều so với những người khác. Thương Mai gật đầu, ta hiểu rồi. Ngừng lại một chút, cô hỏi lại, mất bao lâu để loại bỏ hoàn toàn cổ độc ra ngoài và điều chế ra thuốc giải đồng mệnh cổ. Lương Hán Văn suy nghĩ một lúc rồi nói, thật sự rất khó nói, phải xem khả năng chịu đựng của nàng ta. Nếu có thể chịu đựng được loại thuốc mạnh hơn thì có lẽ khoảng 3 tháng nàng ta sẽ hoàn toàn khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu nàng ta không thể chịu được thuốc loại nặng thì có thể sẽ đi đời nhà ma. Quá nguy hiểm, Thương Mai lắc đầu, nếu làm theo phương pháp an toàn thì cần bao lâu? Vậy sẽ cần ít nhất là 5 tháng. 5 tháng, cũng gần giống với thời gian khỏi bệnh của hoàng đế. Tôn Phương Nhi tưởng Thương Mai đang gấp, vì vậy nói với Lương Hán Văn, bắt đầu từ ngày mai huynh hãy gia tăng liều lượng thích hợp muội có thể chịu được. Lương Hán Văn nói, muội cảm thấy muội chịu được cũng vô dụng, muội phải thật sự chịu đựng được mới được, hơn nữa lỡ như xảy ra chuyện thì thần tiên cũng khó cứu. Ta khuyên muội nên làm theo cách an toàn nhất. Hạ Lâm ở bên cạnh nói, đúng vậy, đừng vội. Hắn ta quay đầu lại nhìn Thương Mai, có chút lo lắng nói, tỷ tỷ, nếu Phương Nhi tỷ tỷ không khỏi thì tỷ phu sẽ gặp nguy hiểm sao? Thương Mai cười nói, không đâu, hắn sẽ không sao đâu đồng mệnh cổ sẽ không lập tức lấy mạng người, thậm chí vài năm nữa cũng chưa chắc xảy ra chuyện. Chỉ cần lão bát còn sống, không cần biết hắn ta sống như thế nào, mạng còn là được rồi. ăn xong bữa cơm ở Hàn Sơn, Thương Mai dẫn Hạ Lâm vào phòng nói chuyện. để ở đây có vui không? Thương Mai đưa tay ra vuốt ve chán Hạ Lâm, khuôn mặt của Hạ Lâm không còn non nớt như trước nữa, đứa nhỏ này đã lớn rồi. vui lắm ạ à, Hạ Lâm cười tô tét, lộ ra hàm răng trắng đều vui vẻ nhìn thương mai vui là được rồi sư ca đệ đâu lúc cô lên núi không thấy bé mập sún răng đâu hết sư ca đi hái thuốc rồi ừm nghe lời sư ca nhỉ thương mai làm bộ thuận miệng hỏi à đúng rồi để có nhớ nương vào oanh nhiễm tỷ tỷ của đệ không ngày hôm đó nhìn thấy trần nguyệt nhung và hạ oanh nhiễm mặc dù thương mai cảm thấy rất vui cảm thấy bọn họ nên chịu quả báo nhưng khi nghĩ đến họ là mẫu thân và tỷ tỷ của Lâm Lâm thì lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Hạ Lâm giật mình, đệ không nhớ, sao thế? Bọn họ nhớ đệ sao? Thương Mai lắc đầu, chắc không có đâu. Bây giờ bọn họ làm gì mà nhớ đến Hạ Lâm? Điều duy nhất bọn họ nhớ đến có lẽ là một nghìn lượng bà cậu bé đã đưa. Họ không nhớ đệ, đệ cũng không nhớ họ. Tính tình Hạ Lâm vẫn rất trẻ con, ai đối xử tốt với hắn thì hắn đối xử tốt với họ, nếu ai đối xử không tốt với hắn thì hắn cũng ghi nhớ trong lòng một đứa trẻ vài tuổi không phải không biết tình cảm gia đình là gì nhưng người sinh ra hắn chỉ khiến hắn sợ hãi vậy thì sao hắn phải nhớ chứ suy nghĩ của hắn rất đơn giản nên sẽ không suy nghĩ đến những thứ thừa thãi khác chứ đừng nói đến việc nhớ bọn họ có sống tốt hay không có cần sự giúp đỡ của hắn hay không được không nhớ cũng tốt thương mai nói hạ lâm nói tỉ tỉ để biết bọn họ là người xấu đứa bé như đệ có biết người xấu là gì không thương mai mỉm cười tất nhiên biết rồi lúc trước mẫu thân nói đệ là thằng ngốc luôn luôn mắng mỏ và đánh đập đệ nhị tỷ cũng vậy những người bắt nạt đệ đều là người xấu hạ lâm sợ thương mai sẽ không tin lời mình nói nên nhanh chóng bổ sung đây là lời sư ca đệ nói sư ca biết rất nhiều thật sao vậy sư ca đệ biết cái gì nào thương mai mỉm cười đáp biết bắt dế biết hái thuốc biết chống đất bằng một tay biết nói chuyện mang theo gió nữa hạ lâm nói với vẻ thán phục thương mai cười tủm tỉm, đó không phải là nói mang theo gió mà là nói lọt gió hắn thiếu răng nhưng để cảm thấy huynh ấy nói như vậy rất oai hạ lâm bênh vực bé mập xuống răng được rồi oai phong rất oai phong thương mai thấy hắn sống ở hàn sơn rất tốt nên cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều cô lại nói với hạ lâm về chuyện liên thúy ngữ đến đại lương Hạ Lâm trông có vẻ hơi buồn và liên tục hỏi khi nào Liên Thúy Ngữ sẽ trở về. Thương Mai động viên vài câu, dặn dò vài câu rồi đi xuống núi. Năm sau, Mộ Dung Khanh giam giữ thất hoàng tử và đám người của phế thái tử và lương thái phó lại cùng nhau. Mộ Dung Khanh dành một chút thời gian đi gặp thất hoàng tử. Thất hoàng tử căm hận nhìn hắn, đáng lẽ ra ta nên giết người từ sớm mới phải. Mộ Dung Khanh lắc đầu, người có dã tâm, làm sao cam lòng giết bổn vương nếu ngươi không có dã tâm thì cũng sẽ không bắt giữ bổn vương ngươi đến đây làm gì thất hoàng tử tức giận nói ta muốn xem xem ngươi sống có tốt hay không bây giờ ở chung với ca ca của ngươi cũng không tính là cô đơn đâu nhỉ mộ dung khanh cười nói đừng có đặt ngang hàng bổn hoàng tử với thứ rác rưởi kia thất hoàng tử tỏ vẻ khinh thường cho dù có ghét bỏ hắn thế nào thì các ngươi cũng là huynh đệ mộ dung khanh hừ lạnh một tiếng ai là huynh đệ với hắn thất hoàng tử cười khẩy, không phải ngươi đến xem bổn hoàng tử sống thế nào sao, ngươi muốn kiểm tra xem bổn hoàng tử có phải là con trai của cậu hoàng đế kia không chứ gì. Nếu ngươi đã tra ra rồi thì còn đến hỏi bổn hoàng tử làm gì. Đúng vậy, bổn hoàng tử không phải là con của ông ta. Ngươi không phải là con trai của hoàng đế mà lại tự xưng mình là bổn hoàng tử, thật là nực cười. Mộ Dung Khanh thật ra còn chưa xác minh, nhưng hắn đã sai người cố ý hay vô tình ở trước mặt hắn ta nói sẽ điều tra thân thế và phụ thân của hắn ta là ai khiến thất hoàng tử chúng kế nghĩ rằng mộ dung khanh đã biết được thân thế và cha ruột của hắn ta rốt cuộc là ai tại sao mộ dung khanh lại chắc chắn thất hoàng tử biết mình không phải là con trai của hoàng đế đó là vì cách giáo dục con trai của nghi quý phi từ trước đến nay vẫn luôn cởi mở việc thất hoàng tử tiếp cận được những người mà bà ta hay dùng chứng tỏ bà ta chưa chừng che giấu bất cứ điều gì trước mặt thất hoàng tử. Mộ Dung Khanh hoàn toàn không muốn biết phụ thân của hắn ta là ai, hắn chỉ muốn chắc chắn rằng liệu hắn ta có phải là con cháu của Mộ Dung ra hay không mà thôi. chương 867, nếu chấm buông bỏ. Lại qua một năm nữa, nhìn bề ngoài thì mọi thứ vẫn rất yên ổn. Nhưng mà, khi bệnh tình của hoàng đế cũng dần dần được cải thiện thì thương mai có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần căng thẳng đặc biệt là sau khi lão thất đến gặp thất hoàng tử xác nhận hoàng đế bị đội nón xanh hắn nói với cô rằng hắn muốn nhập cung diện kiến hoàng đế thương mai cảm thấy lão thất muốn của mình nổ phát súng đầu tiên sau khoảng thời gian bình yên này mộ dung khanh cố ý không đi vào cùng thời gian thương mai vào cung châm cứu sau khi thương mai châm cứu ra khỏi tầm cung thì hắn mới đến hy vi cung Binh lính canh giữ ở Hi Vi Cung bây giờ nghiêm ngặt hơn một chút, khi Thái Hoàng Thái Hậu còn sống thì dường như tầm cung của Hoàng đế ai cũng có thể vào, nhưng mà không một ai thèm vào. Khi tình trạng hắn ta tốt hơn một chút thì lộ công công liền bôn ba khắp nơi vì hắn ta, mặc dù các đại thần chưa vào cung diện kiến, nhưng mộ dung khanh cũng không có biện pháp ngăn chặn tin tức bệnh tình của hắn ta đã chuyển biến tốt hơn. Lộ công công đứng ở ngoài tầm cung thấy mộ dung khanh đi đến như thể đang tiếp cận kẻ thù hắn ta tưởng mộ dung khanh đến là vì chuyện gần đây hắn ta thường xuyên ra vào hoàng cung vương gia người hôm nay sao người lại tới đây lộ công công nói chuyện không lưu loát mộ dung khanh mỉm cười nhìn hắn ta bổn vương đến thăm hoàng thượng lộ công công giật mình nụ cười này hơi kỳ lạ vương gia còn cười với hắn ta mộ dung khanh không chỉ cười với hắn ta mà còn chắp tay nói bổn vương vẫn chưa chính thức cảm ơn lộ công công cảm ơn công công ngày trước đã giúp đỡ ta, bổn vương sẽ ghi nhớ trong lòng, có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Sắc mặt lộ công công tái nhợt, nếu vị nhiếp chính vương nổi giận thì cũng không khiến người khác sợ hãi như vậy, nhưng hắn lại đang cười với hắn ta, còn chắp tay với hắn ta, khiến hắn ta sởn cả tóc gáy. Hắn ta bất đắc dĩ cười cười, vương ra nói quá rồi, nô tài cũng chưa từng giúp người cái gì. Nói xong, hắn ta vô thức nhìn vào nội điện, sợ người ta nghe thấy những lời mộ dung khanh nói mộ dung khanh không làm khó hắn ta chỉ hỏi hoàng thượng gần đây tốt hơn chút nào không chuyện này tình trạng cũng không tốt lắm nhưng so với lúc trước thì tốt hơn một chút nói chung là tương đối nghiêm trọng nói xong lộ công công cảm thấy hơi dư thừa bệnh tình của hoàng đế người hiểu rõ nhất chính là vương phi thì sao vương ra lại không biết tình trạng của hoàng đế như thế nào được dấu đầu hở đuôi như vậy ngược lại làm cho hắn ta nghi hoặc đi vào thông báo một tiếng nói bổn vương muốn gặp hắn mộ dung khanh lạnh nhạt nói lộ công công kinh ngạc lúc trước đến gặp hoàng thượng hắn đều luôn trực tiếp đi vào sao hôm nay cần phải cần thông báo hôm nay lịch sự như vậy chẳng lẽ sắc mặt lộ công công tái nhợt thấp giọng cầu xin vương gia người và hoàng thượng là huynh đệ ruột thịt xin người mộ dung khanh ngắt lời hắn ta lộ công công vào thông báo đi lộ công công không đi vào mà quỳ xuống mộ dung khanh đương nhiên biết tại sao hắn ta lại làm hành động này có hai lý do một là gần đây hắn ta thường xuyên ra khỏi cung và liên lạc với một số đại thần muốn lật đổ hắn hoặc là trong lòng hắn ta nhận định mình sẽ gây bất lợi cho hoàng thượng mộ dung khanh đưa tay đỡ hắn ta trầm giọng nói nếu bổn vương thật sự là loại người giết huynh đệ hành thích vua thì bao công công đã không liều chết cứu bổn vương lộ công công sửng sốt ngẩng đầu nhìn mộ dung khanh đi đi, đi vào thông báo một tiếng, bổn vương cũng không hiếm lạ gì cái đế vị này. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói. Sau đó, lộ công công nửa tin nửa ngờ từ từ đi vào. Năm mới, cái lạnh giá của mùa đông cũng đã bớt đi đôi chút, nhưng cung điện phía tây vẫn rực lửa than làm cho cung điện ấm áp như mùa xuân. Hoàng hậu Hồ Hoan Linh đang hầu hạ hoàng đế uống thuốc, thấy mộ Dung Khanh bước vào thì nàng ta lui sang một bên, chấp lấy cơ hội chuồn ra ngoài, ngoan ngoán, trông rất khôn khéo nhưng mà lại giống như một phi tần thấp hèn mới nhập cung, hoàn toàn không có chút khí thế của bậc hoàng hậu. Hoàng đế ngồi trên giường, sau lưng nhét thêm một cái đệm gấm theo rồng phượng, áo khoác bông màu xanh phủ lên người làm nổi bật sắc mặt tái xanh. Dâu vừa mới cạo, mặt mũi sạch sẽ, các nốt ban đỏ đã không còn rõ như trước nữa. Tinh thần cũng không tệ, ngay cả đôi mắt cũng có thần hơn rất nhiều. Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta một cái, chắp tay nói tham kiến hoàng thượng nhiếp chính vương miễn lễ ban ngồi tạ ơn hoàng thượng cả hai cũng làm nghi thức xã giao hoàng đế nói trước nhiếp chính vương thật quyết đoán ta nghe nói người tiến hành khám bệnh miễn phí chỉ là không biết tiền trong quốc khố đủ cho người dùng hai năm không mộ dung khanh khẽ mỉm cười hoàng thượng lo lắng cũng có lý với việc khám bệnh miễn phí quanh năm như vậy thì tiền trong quốc khố thật sự không đủ vậy nhiếp chính vương có biện pháp đối phó không vẻ mặt hoàng đế rất nghiêm túc không có vẻ gì là châm chọc. Sau 2 năm sẽ thu phí bảo hiểm y tế, mỗi người 30 văn tiền một năm sẽ được hưởng một năm khám chữa bệnh miễn phí. Tuy nhiên, chính sách này sẽ được thực hiện sau khi Hoàng đế tự mình chấp chính. Hoàng đế hơi kinh ngạc, vương gia làm người tốt, cho nên muốn chấm làm người xấu. Điều này có lợi cho bách tính thì sao lại trở thành người xấu được? Mộ Dung Khanh bình tĩnh nói, 30 văn tiền không phải là gánh nặng quá lớn cho người dân, nó chỉ bằng tiền của 10 cái bánh thôi. 30 văn tiền này không thể bù vào những khoảng trống trong việc cấp phát thuốc men và chi phí cho cục huệ dân. Triều đình vẫn cần phải dùng tiền, số tiền này sẽ lấy ở đâu ra đây? Hoàng thượng, quốc khố hàng năm đều thu về một lượng thuế rất lớn. Thần cho rằng y tế là việc phải ưu tiên hàng đầu, còn việc xây dựng các công trình có thể cân nhắc xây dựng sau hoặc không làm nữa. Hắn đang nói về việc xây dựng cung điện và chiêu mộ binh lính, mua vũ khí. Hắn đã xem bản vẽ sơ bộ và vật liệu để xây dựng cung điện, mất 3-4 năm mới xây xong, chi phí khoảng 900 vạn lượng. Tiền xây cung điện vẫn có số lượng nhất định, nhưng để chiêu mộ binh lính và mua vũ khí thì hàng năm phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Vẻ mặt hoàng đế phủ đầy sương mù, Nhiếp chính vương đang muốn chặn đường lui của chấm sao. Hoàng thượng anh minh, hắn người cũng biết không phải đường lui gì, nhưng phàm là những chuyện hao tốn tiền của thì lúc trước hoàng thượng đã từng nói có thể không làm thì đừng làm thần không biết là do hoàng thượng đã thay đổi hay là do thế giới thay đổi nữa. Thế giới sẽ không thay đổi, người thay đổi chính là hắn ta. Chuyện xây cung điện có thể bỏ qua, nhưng nhiếp chính vương không phải không biết đạo lý nước giàu binh mạnh. Người xuất thân từ quân đội nên biết binh lực hùng mạnh đối với một quốc gia mà nói quan trọng như thế nào. Binh lính của Đai Chu Ta đã đủ lớn mạnh rồi. Điều Hoàng thượng cần phát triển bây giờ là có nhiều tướng soái có năng lực, thay vì mù quáng trông cậy vào những lão già hoặc những người mà hoàng thượng nghi ngờ muốn dùng người thì phải yên tâm mà dùng nếu không yên tâm thì tốt nhất là nên đổi đi ánh mắt hoàng đế lóe lên chấm không hiểu ý của nhiếp chính vương cho lắm hoàng thượng hiểu rõ mà những người này bao gồm thần bao gồm tiêu gia đặc biệt là tiêu kiêu hoàng đế cười khẩy hai tiếng nhiếp chính vương có thể nói rõ ràng hơn một chút không bây giờ nhiếp chính vương đã nắm hết quyền lực Triều đình hầu như đều nằm trong tay của ngươi. Chấm nói không dùng nữa là không dùng nữa sao? Về phần Tiêu Kiêu, hắn chính là đại tướng quân trấn quốc của Đại Chu ta. Tay chân của hắn ta đã thâm nhập vào biết bao nhiêu căn cứ quân đội. Hỏi một người thì trăm người sẽ đáp tuyệt đối không thể bỏ được. Hơn nữa bây giờ Chấm đã gả đại công chúa đi, nếu Chấm không dùng nữa thì nếu công chúa ở bên ngoài nói bừa mấy câu thì danh tiếng của Chấm sẽ mất hết. Chương 868, nảy sinh ý định giết người. Mộ Dung Khanh bỏ qua sự oán hận trong mắt hắn ta, thờ ơ nói: "Hôm nay bổn vương vào cung là muốn cầu xin một chuyện." "Cầu xin?" Hoàng đế cười nhạt, nhiếp chính vương nói quá rồi, ở đại chu này, ngươi thích cái gì thì cứ việc cầm đi, tính mạng của chấm đều nằm trong tay phu thê nhà ngươi." "Thần cầu xin hoàng đế giao phần đất phong hầu ở Nam quốc cho thần. Sau khi hoàng đế khỏi bệnh, thần sẽ đưa thương mai về Nam quốc." Mộ Dung Khanh chậm rãi nói. Hoàng đế kinh ngạc có chút không dám tin nhìn hắn. Lòng ham muốn của hắn nhỏ như vậy sao? Không thể nào, hắn muốn đại chu cũng dễ như trở bàn tay, sao chỉ muốn cái nam quốc nhỏ nhoi ấy được? Hắn ta nghiêm nghị nhìn mộ dung khanh hồi lâu, mới hỏi, rốt cuộc ngươi muốn dở trò gì? Cứ nói thẳng đi, chấm không có tâm tư cùng ngươi đoán mò. Mộ dung khanh lùi lại, xoay người ngồi trên băng ghế trong điện, nhìn về phía xa. Mộ dung khanh không nói lời nào, chỉ là trong mắt dao động một ít cảm xúc. Nói chuyện, vẻ mặt hoàng đế có chút không thoải mái. Mộ Dung khanh lên tiếng, giọng nói có chút hảm đạm, ta ghét nơi này, ghét hoàng thượng, ghét tranh đấu với nhau, ghét sự tính toán đa nghi. Bồn vương 15, 16 tuổi đã ra chiến trường, trải qua trăm trận lớn nhỏ, ta đã từng nghĩ, đây là kết cục tốt nhất của cuộc đời ta, vì đại chu mà ra ngựa bọc thây, chết nơi chiến trường. Đó là số mệnh của những người lính và là số mệnh tốt nhất hoàng đế hơi xúc động, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng như thường. Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, nói tiếp từ khi ta còn nhỏ, lão Tổ Tông đã nói với ta rằng sau này ca ca là hoàng đế, các người phải cùng nhau bảo vệ Giang Sơn Đại Chu, cùng nhau bảo vệ Giang Sơn mà Tổ Tiên đã dùng xương máu để đánh đổi về, để bách tính trong thiên hạ an cư lập nghiệp, không bị chiến tranh xâm lược, chúng ta chống lại chứ không phải đi xâm chiếm. Vì vậy, Ta sẵn sàng dùng máu thịt của mình để bảo vệ Giang Sơn và Bách Tính Đại Chu." Hoàng đế cắt ngang lời hắn nói, "Đúng vậy, trước kia ngươi quả thực có làm như vậy, cũng chính vì như vậy, ta mới tin tưởng ngươi để ngươi làm nhiếp chính phụ trợ thái tử, nhưng có lẽ chấm đã sai, chấm quên mất một người đã từng nếm trải hương vị của quyền lực sẽ không thể nào ngừng được." Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta, "Phải không? Đó là cách nghĩ của người mà thôi, ta trước giờ vẫn không thay đổi." cái thay đổi chỉ là cách nghĩ của người về ta mà thôi. Trước đây chúng ta đã từng nói chuyện với nhau, ta đã nói với người rằng nếu ta tham luyến cái ngôi vị này thì khi lần đầu tiên người bị bệnh nặng thì ta đã cướp ngôi rồi. Người không tin, nghĩ rằng ta muốn đợi người bệnh nặng băng hà rồi sẽ cướp đoạt mọi thứ. Người cho rằng lúc đó ta đã kiểm soát được hết cuộc diện, hết thảy dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ sau này người hết bệnh, trước kia người đã nghĩ như vậy, còn bây giờ thì sao? ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt phượng hẹp dài thực sự nổi lên sát khí ngút trời, bổn vương có giết người ở trong hy vi cung này thì cũng không ai làm gì được bổn vương. Hoàng đế sợ hãi, bắp thịt trên mặt nhảy lên vài cái, mạnh miệng nói, ngươi dám. Mộ Dung khanh cười khẩy, không phải ta không dám mà là ta sẽ không làm như vậy. Người đề phòng ta, đề phòng tiêu gia, đề phòng tất cả những người có công với đại Chu. Nhưng kể từ khi người lên ngôi, cái người muốn tranh đoạt Giang Sơn này rốt cuộc là ai? Suy nghĩ của hoàng đế có chút hỗn loạn, dường như không bắt kịp nhịp điệu của hắn. Người thèm muốn đế vị này có lão bát, Lương Thái phó, thất hoàng tử. Lão bát, lão bát dựa vào ai mà muốn đoạt ngôi vị? Lương Thái phó, tại sao Lương Thái phó lại hùng mạnh như vậy? Về phần thất hoàng tử, lại bởi vì ai mà có dã tâm lớn như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Hoàng đế tức giận nói: "Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?" "Ta nói ngươi hồ đồ, ngu ngốc, không rõ ai mới là kẻ thù thực sự của ngươi, mù quáng hãm hại người trung thành, tự cho mình là đúng, tưởng mình anh minh sáng suốt. Nếu không mù quáng cắt nhắc thái tử cắt nhất lương hậu thì làm sao lương thái phó lại ngạo mạn như ngày hôm nay? Còn lão Bát, ngươi rõ ràng biết rõ giá tâm của hắn, nhưng thái độ của ngươi đối với hắn vẫn cứ như vậy, ngươi cất nhắc hắn để đối phó với ta và những cận thần trung thành với ngươi?" còn có nghi phi, ngươi đã nghi ngờ nàng ta từ lâu, nhưng ngươi cho rằng nghi phi là phi tử của ngươi thì nhất định sẽ đứng về phía ngươi, nhưng chỉ cần ngươi điều tra một chút thôi liền biết nghi phi là người tiên bi, đứa con nàng ta sinh ra cũng không phải con của ngươi, đường đường là hoàng đế đại chu mà đi nuôi con thay người khác 7-8 năm. Mặt mũi của tổ tông cũng vì ngươi mà mất sạch rồi. Cầm miệng, ngươi nói nhảm, hoàng đế kích động, ánh mắt rất kinh khủng. Sao có thể? Còn đàn bà đê tiện nghi phi này lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mộ Dung Khanh nói tiếp, chỉ cần những người nói một ít điều tốt đẹp về ngươi thì ngươi liền coi họ là người trung thành. Mấy năm này, mấy vị đại thần ngồi không ăn bám, đã có bao nhiêu người được ngươi thăng trước rồi. Không phải là bởi vì chỉ nói mấy câu Hoàng thượng Anh Minh thôi sao? Trong đó có bao nhiêu là thật, còn tập Thái Phi, vừa nãy Hồ Hoan Linh đi ra cũng không chào hỏi một tiếng, vậy phong trước Thái Hậu để làm gì? còn không phải vì nhà mẹ đẻ của tập Thái Phi vẫn luôn đối địch với bổn vương sao? Ngươi cho rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình sao? Về phần Hồ Hoan Linh, sau khi trở thành hoàng hậu, không biết bao nhiêu tiền bạc cá nhân đã chảy vào trong túi của hoàng đế. Mộ Dung Khanh vừa nói vừa lắc đầu buồn bực. Hoàng đế đỏ bừng mặt, thở gấp gáp, giơ tay ra vỗ mạnh xuống mép giường, tức giận nói, Mộ Dung Khanh, người dứt khoát cho chấm một kết cục đi chứ đừng có ở đây xỉ nhục chấm chấm vẫn là cửu ngũ trí tôn, dẫu có chết sẽ không để ngươi sỉ nhục. Mộ Dung khanh hờ hững nói, nói có vài câu mà Hoàng thượng đã nổi giận rồi. Còn những chuyện Hoàng thượng đã làm gì với ta và thương mai thì sao? Hoàng đế chừng mắt nhìn hắn, mộ Dung khanh không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hai huynh đệ đã không còn chút tình cảm nào từ lâu, cuộc trò chuyện này mộ Dung khanh cảm thấy không có chút vui vẻ nào, nhưng mà sợ rằng cả đời này hoàng đế sẽ nhớ mãi những lời nói ngày hôm nay của hắn ta đã vạch ra một số chính sách trong tương lai đều được liệt kê trong tấu trương lát nữa ta đã lệnh cho người mang đến cho hoàng thượng xem xét nếu hoàng thượng muốn làm một vị hoàng đế tốt thì xin hãy bỏ qua hận thù đối với ta mà xem xét kỹ đây là kết quả ta đã thảo luận với các vị đại nhân trong mấy tháng qua suốt lời hắn vẫn tuân theo nghi thức chắp tay rồi mới lui ra ngoài lộ công công đứng bên ngoài nghe ngóng cũng đã toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy mộ dung khanh đi ra, hắn ta nhanh chóng quỷ xuống đất tiến vương ra. Cái quỷ lần này là vì cảm ơn. Hắn ta biết câu nói muốn giết hoàng đế vừa rồi của mộ dung khanh không phải là lời nói xuông, hắn tuyệt đối có thể làm như vậy. Nhưng mà hắn đã không làm vậy, cho dù biết sau này mình sẽ bị người ta ép đến đường cùng thì hắn cũng không động thủ vào lúc này. Hồ Hoan Linh vẫn còn ở bên ngoài cung, có lẽ cũng nghe thấy cuộc đối thoại bọn họ, thấy ánh mắt mộ dung khanh lạnh lùng quét qua thì nàng ta vội cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Mộ dung khanh xài bước rời đi. Hắn cho rằng hắn và hoàng thượng có lẽ cũng không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa. Lần này hắn vào cung, cái gì nên nói, cái gì không nên nói hắn cũng đều nói rồi. Những lời này đã để trong lòng rất nhiều ngày rồi, hắn muốn đợi đến khi hắn ta hết bệnh sẽ nói, thế nhưng, lộ công công gần đây lại ra ngoài tìm người, hắn không muốn những chuyện mình làm gần đây thất bại trong gang tất, cho nên hắn đã nói trước những lời này, nếu hắn ta còn nghĩ tới Giang Sơn, cho bách tính đại chu, thì hắn ta có thể nghe lọt những lời này. Ngược lại, ánh mắt hắn lạnh lùng, rời khỏi hy vi cung, nhìn ánh mặt trời hôm đó đột nhiên vụt tắt, trong lòng nảy sinh ý định giết người. chương 869, không đồng ý hôn sự. Mộ Dung Khanh để đại thần nội các tôn đại nhân mang chồng tấu trương đến cho hoàng đế xem. Tôn Đại Nhân vô cùng không vừa ý với Mộ Dung Khanh, ông ta là người đầu tiên đi vào thăm Hoàng đế, Mộ Dung Khanh thậm chí có thể đoán được ông ta bịa chuyện bôi nhọ mình với Hoàng đế như thế nào. Quả nhiên đúng như dự đoán, trước khi trời tối lương vương đến nói với Mộ Dung Khanh, vừa mới vào ông ta đã bắt đầu khóc lóc thảm thiết, ôm chặt chân phụ hoàng khóc rất thảm thương. Khóc xong thì ông ta tức giận chửi mắng nhiếp chính vương đương chiều hống hách ngạo mạn như thế nào, thao túng chiều chính như thế nào, rồi nhiếp chính vương mưu hại những người trung thành thẳng thắn ra sao, thích việc lớn hám công to ra sao, không quan tâm phản đối của chư vị đại thần mà kiên quyết thúc đẩy cái gì mà bảo hiểm y tế như thế nào, quả thật là mất trí mà. Lương vương học theo tôn đại nhân giống y như đúc, quả là lập luận sắc xảo, học cái động tác ôm chân của tôn đại nhân giống vô cùng. Mộ dung khanh cười ha ha, chỉ như vậy thôi sao? Đây chỉ mới là tổng quát, sau đó mới bắt đầu nói một cách tỉ mỉ hơn lương vương cũng cười đến rất nước mắt thương mai cười hỏi ngươi cũng ở đó sao con đi vào cùng với ông ta mà khi ông ta vào thì con ở ngoài vén rèm lên nhìn trộm nếu không thì làm sao thấy được màn biểu diễn đặc sắc như vậy thân quả đúng là thân mà thương mai nhìn mộ dung khanh hắn có vẻ như rất vui vẻ nhưng bây giờ hắn đã học được che đậy phần vui vẻ này e là sen lẫn không ít phần đau xót nghe nói hoàng thúc của ngươi đang trên đường về chiều lần này hoàng thúc người đi hơn hai tháng sốt ruột chứ nhỉ thương mai nói an thân vương đi lần này ngoại trừ chuyện nghị thân ra còn phải ổn định cuộc sống của huyện chúa bên kia hơn nữa hiếm khi được sống trong thế giới hai người nên đương nhiên là vui quên đường về cộng thêm bây giờ là cuối năm ông ta truyền thư về nói ông ta ở đại lương đón năm mới nước khác rồi mới trở về mọi người đều thông cảm cho ông ta ngoại trừ lương vương nghe giả vương nói là lương vương luôn dựa vào cửa than thở vừa thở dài vừa đếm ngón tay tính ngày an thân vương trở về. Lương vương cười cười vẫy tay, vẻ mặt tỏ vẻ không quan tâm nói, sốt ruột gì chứ, chuyện sớm muộn thôi. Nghe thế thương mai mới thở vào một hơi, vậy thì tốt, trước đó ông ấy cho người đưa thư về nói có lẽ sẽ quay về muộn một tháng, lúc đó ta còn sợ ngươi sốt ruột. Giờ nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi. Lương vương chừng mắt đến mức hai con ngươi sắp rơi ra cái gì. Còn phải đợi thêm một tháng lúc trước không phải nói qua năm sẽ lập tức khởi hành sao? Tại sao lại phải đợi thêm một tháng nữa? Suốt cuộc là phải đợi bao lâu nữa? Ông ấy ở Đại Lương làm cái. Thương Mai không đợi hắn gào xong thì đã cười to. Lương Vương căm giận chừng mắt nhìn Thương Mai, học cái nếp sống đùa bỡn ngoài chợ làm gì chứ? Ba người đều cười, đột nhiên mộ dung khanh hỏi, đúng rồi, tô kỳ quái đi đâu rồi? Tô kỳ quái, Lương Vương ngơ ra một lúc. Tô Thanh, dạo gần đây hành động rất kỳ lạ đột nhiên lại không thấy bóng dáng đâu mộ dung khanh đáp vốn dĩ hôm nay muốn tìm hắn ta xử lý chút chuyện nhưng chả tìm thấy đâu tô thanh à ta cũng không biết hắn ta đi đâu nữa hình như mấy ngày không thấy hắn ta lương vương đáp mộ dung khanh hoài nghi nhìn thương mai hay là hắn về thứ châu với linh lợi rồi chắc không đâu lương vương dành trả lời trước khó nói được gần đây hắn kỳ lạ lắm khi bàn chuyện với nhau hắn ta luôn thất thần e rằng là si tinh động lòng rồi mộ dung khanh nói ai mà không động lòng chứ đây không phải là chuyện thường tình sao tuổi tác hắn cũng đã không còn nhỏ nữa ngài cũng không phải là không biết tô gia bên kia đã bức hôn hắn thành cái dạng gì rồi lương vương cười nói mấy ngày sau linh lợi sai người gửi thư đến nói đã đến thứ châu an toàn đã tìm một quán trọ ở lại nhưng không nói về chuyện gì khác cũng không nhắc đến chuyện tô thanh có đi cùng hay không. mười ngày sau, an thân vương trở về đại chu trong sự mong chờ của vạn chúng, lương vương đích thân ra cổng thành tiếp đón, không chỉ hắn đi mà hắn còn lôi kéo thương mai và mộ dung khanh cùng mọi người ra đón. hoàng thúc vất vả rồi, vất vả rồi, lương vương đỡ an thân vương từ xe ngựa xuống, vẻ mặt nịnh nọt như người chính là cha ruột của ta. an thân vương nhìn hắn, nhẹ nhàng than thở một tiếng, a à, toàn, lần này hoàng thúc tận lực rồi vẻ mặt lương vương lập tức trắng bệch, người có ý gì vậy? thái tử và ý nhi quận chúa đều rất tán thành hôn sự này nhưng hoàng thượng đại lương lại không có ý đồng ý. an thân vương nói, lương vương trong giây lát dở khóc dở cười, tại sao chứ? sao ông ấy lại không đồng ý? ông ấy nói ý nhi quận chúa và hoàng gia thất lạc nhiều năm, là viên minh châu hoàng gia bỏ quên ở dân gian, sao nỡ gả nàng đến đại chu? lương vương sốt ruột, vậy con đi ở rể không được rồi sao? An thân vương tức giận cốc vào đầu hắn, nhìn chút tiền đồ này của con đi. Còn đòi đi ở rể, nếu để người đời biết trưởng tử đại chu chúng ta đi ở rể đại lương, sợ rằng phụ hoàng con sẽ bị tức chết mất thôi. Lương vương không can tâm hỏi, ngoài nguyên nhân này ra, hoàng đế đại lương còn nguyên nhân nào khác không? An thân vương lắc đầu, có lẽ là thái tử nói không ít lời tốt trước mặt hoàng đế đại lương nên hoàng đế đại lương cũng không làm khó quá nhiều, nói nếu con là con dân của đại lương, cho dù là một tên ăn mày, chỉ cần ý nhi quận chúa thích thì hôn sự này cũng sẽ cho phép. Lương vương gục bả vai, khổ tâm nói, vậy, hay là con đến đại lương làm ăn mày? Hắn dậm chân, hoàng thúc, sao người lại không tranh thủ cho cháu? Nói nhiều lời tốt hơn một chút, tung mọi chiêu thức bám giết lấy không tha, người có hiểu không? Lời tốt nói hết rồi nhưng người ta không mở lời. Lương vương nóng lòng, người ta không mở lời thì người quấy rối đến khi nào ông ấy mở lời thì thôi, người trở về sớm như vậy làm gì? Một tháng không được thì quấn lấy hai tháng, hai tháng không thành thì quấn thêm hai năm, ông ấy thấy người chân thành chắc chắn sẽ đồng ý. An thân vương nghe những lời vô lý này thì tức đến trừng mắt, bổn vương không làm chuyện mất mặt như con. Hạnh phúc của con quan trọng hay mặt mũi của người quan trọng? Lương vương không ngờ đến kết quả này, nằm mơ hắn cũng không ngờ đến. Hắn vốn tưởng rằng Lưu Nguyệt thích hắn, Tống Đoan Dương thích hắn, Ý Nhi cũng thích hắn, qua cửa ải của nhạc phụ nhạc mẫu, rồi qua cửa ải của ý nhi, làm sao mà ngờ đến chuyện sẽ không thành chứ? Hơn nữa chuyện hôn sự này cũng đã trao đổi ý kiến của hai bên rồi, khi đó Tống Đoan Dương rất vui nên mới nói đến chuyện nghị thân. Sao lại thế này, tất cả vẫn chưa bẩm báo cho hoàng đế Đại Lương nghe sao? Hắn vẫn chỉ sốt ruột khi nào An Thân Vương trở về, lại không hỏi chuyện hôn sự này đã thành công hay chưa. Đương nhiên là mặt mũi của bổn vương quan trọng nhưng con cũng không cần lo lắng quá khi bổn vương đi thái tử nói sẽ cầu xin hoàng đế bây giờ cứ đợi tin tức của hắn đi vốn dĩ thương mai vẫn tưởng rằng an thân vương chỉ trêu lương vương thôi thế nhưng nghe đến đây lại cảm thấy không giống là đang trêu đùa thêm vào đó an thân vương là một lão giả đoan chính nghiêm túc lòng nàng trầm xuống thật sự không đồng ý sao an thân vương gật đầu thật ra ông ấy cũng không nói là đồng ý hay không ý của hoàng đế đại lương là muốn giữ quận chúa thêm hai năm hoàng đế đại lương quả thật rất yêu quý đứa cháu gái ý nhi này dường như cách ngày thì lại gọi quận chúa nhập cung nói chuyện mỗi lần bổn vương vào bái kiến đều thấy ý nhi quận chúa đúng lúc ở bên cạnh ý nhi nói chuyện thanh thúy hào sảng chọc cho lão hoàng đế vô cùng vui vẻ lúc đó bổn vương nghĩ hỏng chuyện rồi lão hoàng đế thích nàng ta như vậy thì làm sao nỡ để nàng đi hơn nữa quận chúa bị thất sủng nếu không phải là bất đắc dĩ thì đâu có đồng ý gả đến nước khác nàng còn là quận chúa đắc sủng như thế Chương 870, tìm được Nam Hoài Vương chưa? Vẻ mặt của Lương Vương lập tức suy sụp, chuyện này quả thật nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng hắn lập tức bắt đầu luống cuống, quay đầu lại căng thẳng nhìn Thương Mai và Mộ Dung Khanh, phải làm sao bây giờ đây? Thương Mai cũng bất ngờ vô cùng, thấy khuôn mặt này của Lương Vương, trong lòng cũng có hơi đau lòng, nhẹ giọng nói, chúng ta về trước đi. Một đám người uể oải trở về Vương phủ. Về tới Vương phủ, An Thân Vương mới nói ra tình hình cụ thể, nói hiện giờ tuổi của lão hoàng đế đã lớn, cơ thể cũng xuất hiện đủ loại bệnh, sợ là không thể chống đỡ được lâu, muốn giữ quận chúa ý nhi ở lại bên cạnh một hai năm nữa, mà ông cảm thấy tuy rằng Tống Đoan Dương vẫn luôn nói lương vương tốt thế này thế nọ, nhưng dù sao thì ông ta đã từng gặp qua đâu, bởi vậy ý tứ cuối cùng mà ông ta muốn truyền đạt là nếu lương vương thật sự muốn lấy quận chúa, tốt nhất là tự thân hắn đi tới đó một chuyến. Nói trắng ra chính là lão hoàng đế muốn đích thân chọn lựa hôn phu cho cháu gái. Lương Vương nghe thấy tình hình mà An Thân Vương nói, hắn lộ ra ánh mắt trông mong mà nhìn Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh vẫn không nói lời nào, trên thực tế, chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy bất ngờ, hơn nữa, việc hắn nóng lòng cầu thân này cũng có nguyên nhân của nó. À toàn trước nay thân thiết với hắn, hoàng thượng sau khi khỏi bệnh thì nắm quyền, nhất định sẽ chèn ép Lương Vương rất nhiều, làm khó dễ chỉ có khi hắn ta trở thành quận mã gia của đại lương quốc hoàng thượng mới niệm tình mặt mũi của hoàng triều tống ra mà không làm gì quá mức với hắn ta nếu việc hôn nhân không thành sau này hắn với thương mai đi đến nam quốc a toàn ở trong kinh cũng không có ngày lành tháng tốt hoàng thúc thúc nói ra cách nào đó đi chứ lương vương gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng tâm can bị cào xé hắn ta ngày đêm ngóng trông an thân vương mang về tin tức tốt thế mà lại là tin tức như vậy ôi trời khó trách trong thư ý nhi không nói gì đến chuyện hôn sự, chỉ kể chuyện thường ngày. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tự ngươi đến Đại Lương một chuyến, dùng thành ý của ngươi làm cảm động hoàng đế. An thân vương nói, làm gì có chuyện tân lang tự mình đi cầu thân chứ? Để lão tam biết, lão tam chắc chắn sẽ ngăn cản. Mộ Dung Khanh nói, đừng để lão tam biết là được. An thân vương gật đầu, ừm, cũng được, tự mình giành lấy cơ hội, lúc trước bổn vương chính là cứ phó mặc cho số phận nếu như hiểu được phải tranh thủ sớm một chút cũng không đến mức thôi hiện giờ cũng rất tốt rồi nếu đi cầu hôn lúc trước khi xuất trinh cũng không đến mức bị hạ hòe quân nhanh chân đến trước chuyện đi lương quốc quyết định nhanh chóng trong lòng lương vương đã bay đến lương quốc lập tức trở về thu dọn đồ đạc sau khi lương vương rời đi thương mai lo lắng hỏi an thân vương hiện giờ trong triều đều biết người đến đại lương quốc nghị thân giải thích thế nào đây An thân vương cũng ra sức suy nghĩ, trong lúc hồi kinh vẫn luôn suy nghĩ đến vấn đề này, cũng không thể nói là người ta không đồng ý được đúng không. Vốn dĩ lúc này đi nghị thân, sẽ bị rất nhiều đại thần phản đối, kết quả không nghị thành, gương mặt này của bổn vương và A Toàn cũng không biết nên để ở đâu nữa. Mộ Dung Khanh lại suy nghĩ một chút, nói, ngày mai Lâm chiều cứ nói thẳng là Hoàng đế Đại Lương đã đồng ý việc hôn nhân, nhưng mà muốn gặp mặt A Toàn nên để A Toàn đi một chuyến là được. Ừm, uhm như vậy được đấy nếu việc hôn sự đã nghị thành a toàn đi tất nhiên danh chính ngôn thuận lão tam bên kia cũng sẽ không nói được gì an thân vương gật đầu nói chuyện cứ như vậy mà giải quyết thuận lợi được một phần phần tiếp theo phải xem biểu hiện lương vương ở đại lương quốc hoặc là diễn xuất tập hợp khẩn cấp gọi nhu giao loan loan hạnh nhi a man đến phủ công chúa cùng bàn kế hoạch chắc chắn phải nắm được quận chúa ý nhi vào lòng tay Chuyện này đương nhiên Lương Vương phải tự mình đích thân đi đến, vì vậy bây giờ phải thành kính mà nghe mấy người tình trường Xuân Phong đắc ý dạy bảo mấy tuyệt chiêu rồi. Người một câu, ta một câu, đủ các loại cách thức từ chân thành thổ lộ đến la lối khóc lóc lăn lột, đều phải dạy cho Lương Vương, dù sao thì không đạt được mục đích thề không từ bỏ. Lương Vương sau khi có được kế sách hay, sáng sớm hôm sau, mang theo sự chờ mong của mọi người, khí thế dâng cao mà xuất phát. Hoàng đế từ sau khi thấy Mộ Dung Khanh thi hành biện pháp chính trị, vẻ mặt vẫn luôn trầm mặc, sự trầm mặc này biểu hiện lúc Thương Mai vào cung thi châm trị liệu, ngoại trừ hỏi Thương Mai tình hình bệnh thì ông ta không nói một câu nào nữa, chỉ là tích cực phối hợp trị liệu. Càng ngày càng nhiều hạ thần vào cung thăm, Thương Mai lúc thì có mặt lúc thì không, ông ta cũng không nói lời thừa thải, chỉ bảo mọi người cùng phối hợp với Mộ Dung Khanh, quản lý đại chu cho thỏa đáng. Bên ngoài bắt đầu có chút suy đoán Nói hoàng đế và nhiếp chính vương làm hòa rồi. Mùng 2 tháng 2, rồng ngóc đầu. Cuối cùng vào lúc đại thần đang thảo luận chính sự, hoàng đế đi một chuyến đến Ngự thư phòng. Tôn đại nhân dẫn theo một đám thần tử ủng hộ hoàng đế, khóc lóc thảm thiết. Hoàng đế lại chỉ nhìn Mộ Dung Khanh, nhẹ giọng nói, mấy ngày này thất đệ vất vả rồi. Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng, giống như vẫn là hoàng đế ca ca trước kia. Mộ Dung Khanh nói, đây là chuyện thần nên làm. Hoàng đế gọi một tiếng thất đệ, không đổi về được một tiếng hoàng huynh của hắn. Một câu thần nên làm, đã phân định danh giới rõ ràng. Hoàng đế hỏi một chút về đề tài mọi người đang thảo luận, sau đó cũng không tham gia nữa, chỉ là nói, chấm chỉ tới xem một chút, không làm phiền các ngươi nữa. Sau đó đứng dậy rời đi. Tâm tình hoàng đế khá tốt, ngồi trong đình ở ngự hoa viên chốc lát, thì thấy tôn đại nhân tới khấu kiến thần tham kiến hoàng thượng tôn đại nhân quỳ xuống dập đầu trên mặt vẫn còn đọng nước mắt tên tôn đại nhân này xem ra là người tốt nghiệp học viện hí kịch diễn cảnh khóc dễ dàng chẳng khác nào là hạ bút thành văn vừa nói câu tham kiến nước mắt lại lộp độp rơi xuống hoàng đế ừ một tiếng liếc mắt nhìn ông ta mọi chuyện thế nào rồi tôn đại nhân có chút suy sụp nói bẩm hoàng thượng từ sau khi hoàng thượng người nói một câu để mọi người chung sức giúp đỡ nhiếp chính vương quản lý đại chu vài người xoay theo hướng gió, đã lui tới mật thiết với nhóm người của nhiếp chính vương, thậm chí rất nhiều lần thần tổ chức nghị sự cũng không tới, hoàng thượng người không nên nói câu nói kia. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, chấm có thể không nói được sao. Từ sau khi mộ dung khanh đến cung hy vi nói chuyện với chấm, thay toàn bộ người trong cung hy vi của chấm, nếu chấm biểu hiện ra bất mãn với hắn ta một chút thôi, chỉ sợ mệnh này của chấm cũng không giữ được. Mộ dung khanh kia lòng muông dạ thú, chết không nhắm mắt. Tôn đại nhân oán hận vô cùng. Tìm chỗ Nam Hoài Vương bị giam giữ đến đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, Nam Hoài Vương lúc bị áp giải hồi kinh là giam giữ ở trong nhà lao của vương phủ, sau đó lại chuyển đến hình bộ, hiện giờ đã không còn ở hình bộ, thần còn chưa hỏi ra nơi ngài ấy bị nhốt. Tiếp tục nghe ngóng, hoàng đế lạnh nhạt nói. "Vâng." Tôn đại nhân trộm nhìn hoàng đế một cái, cảm thấy sắc mặt của ông ta vẫn bình tĩnh giống như một bức tượng điêu khắc. Nhưng mà phía dưới sự bình tĩnh này luôn khiến cho người ta cảm thấy sát khí dày đặc. Xuân về hoa nở, ngự hoa viên này cũng rực rỡ sắc xuân. Ánh sáng chan hòa, gió xuân thanh mát, nhưng lộ công công lại cảm thấy từng cơn rét lạnh từ phía sau lưng chạy dọc lên. Giọng nói chậm rãi của hoàng đế vang lên, thay chấm đi làm một việc. Thỉnh hoàng thượng phân phó, tôn đại nhân không người nói. Giết tên tạp trùng ở cùng với phế thái tử, sau đó lôi thi thể của tiện nhân nghi quý phi kia ra quất ba ngàn cái. Lời nói của hoàng đế không nhanh không chậm, mang theo một chút khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ, chỉ là đáy mắt lại đột nhiên chất đầy căm hận và cuồng bạo. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 58